Quyển 13 chương 581, ta biết bí mật của mày. Nghiên bách ngạn vớ lấy chiếc quần bên cạnh, mặc vào rồi lập tức xông ra khỏi phòng ngủ. Trong phòng khách, ánh đèn mờ mờ phác họa một khung cảnh thế này. Tố Diệp khoát trên người chiếc váy ngủ trắng toát, xõa tóc, chân trần đứng đó, trong tay cầm một cái cốc, cũng không biết là cô đã uống xong rồi hay chưa uống, tóm lại trong đó không có nước. Cô bàng hoàng, ngơ ngác nhìn về phía trước, con ngươi vì quá hoảng sợ mà như sắp rớt ra ngoài. Sắc mặt tái mét, Tố Diệp lúc này, nói thật thì rất giống một ma nữ. Anh nhìn theo hướng tầm mắt của cô, đó là một người đàn ông cao lớn, Tuấn Tú. So với gương mặt như bị dán giấy trắng của Tố Diệp, anh ấy chỉ sừng sốt đứng đó, trong tay cũng cầm một chiếc cốc, đặt bên môi, một tay còn lại đang cầm một miếng bánh gato. Xem ra là vừa uống nước thì bị Tố Diệp phát hiện. Hai người ở trong thế căng thẳng, đứng ngoài phòng khách, không ai động đậy. Tố Diệp không nhúc nhích là vì bị dọa. Còn Diệp Uyên đứng im là vì không muốn làm cô hoảng sợ nữa. Đèn trong phòng rất tối. Vì ánh sáng yếu ớt đó, thế nên khi ánh sáng mờ mờ ấy hắt lên gương mặt Diệp Uyên, khiến mặt anh ấy chìm trong một cái bóng nửa sáng nửa tối, trông mơ hồ bất định. Trong một đêm tối thế này, nhất lại là còn là đêm xá tội vong nhân, trông Diệp Uyên quả thực, hai z hiểu lầm nặng nề rồi. Tố Diệp nghe thấy có tiếng răng run, run run va đập. Cô nhớ lại rất nhiều truyền thuyết, nói rằng một khi quỷ môn quan mở ra, sẽ có vô vàn ma quỷ thoát ra ngoài, sau đó đi khắp nơi tìm thức ăn. Tố Diệp nuốt nước bọt một cách khó khăn, rồi nhìn những thứ trong tay người đàn ông đối diện. Nước, lại còn cả bánh gato. Chết rồi, chết rồi, gặp ma đúng ngày xá tội vong nhân rồi. Tố Diệp bỗng cảm thấy da dầu lạnh ngắt, sau khi nhìn thấy cảnh kinh hãi trước mắt, miên bách ngạn cũng không dám hành động bừa bãi, thậm chí còn không dám lên tiếng. Anh nhận ra Tố Diệp sợ hãi thực sự, chỉ sợ mình nói gì thêm còn làm cô đứng tim hơn. Anh thầm nghĩ, Diệp Uyên đúng là một rắc rối lớn, mấy giờ rồi còn mò ra ngoài tìm đồ ăn, đừng nói là Tố Diệp bị dọa đến ngây ngốc, ban đầu khi Diệp Uyên tới tìm anh, anh cũng hết hồn một phen. Tuy rằng thi thể không thể xác nhận, nhưng về cơ bản lúc ấy anh đã xác định đó là Diệp Uyên rồi, ai mà ngờ được anh ấy lại xuất hiện. Bây giờ nhìn thấy Tố Diệp, niên bách ngạn đúng là có trăm cái miệng cũng khó mà ngụy biện. Diệp Uyên đứng ở đó khá lâu, bàn tay cầm cốc quả thực đã mệt rồi. Anh ấy đành cử động, "Tiểu Diệp, á, à? anh đừng có lại đây." không phải em hại chết anh đâu đừng tới tìm em quả nhiên vừa nghe thấy tiếng động tố diệp như một ngòi nổ bị kích động đầu óc không còn quan tâm tới chuyện gì nữa sợ đến nỗi hét ẩm lên một cách lộn xộn ngay sau đó cô ném chiếc ly trong tay ra nhằm thẳng vào mặt diệp uyên diệp uyên không dám kêu to định né tránh không ngờ là hai chiếc dép lê lại không vừa chân cả thân hình cao lớn ngã xõng xoài xuống đất chiếc ly trong tay tố diệp vòng đúng một đường parafon rồi đập thẳng vào chán anh ấy anh ấy hét lên một tiếng đau đớn nghiên bách ngạn giơ tay trống lên chán anh đã từng này tuổi rồi nên ít trải nghiệm mấy chuyện này đi chứ nhưng khó xử thì khó xử anh vẫn phải xài bước lên trước ôm chặt lấy tố diệp dịu giọng an ủi anh ấy là diệp uyên là diệp uyên đấy tố diệp trợn tròn đôi mắt vẫn còn khiếp sợ nhìn về phía diệp uyên đang ôm chán ở gần đó những mảnh cốc vỡ và bánh gato tô dính nhớp nháp đã được nghiên bách ngạn dọn dẹp xong xuôi trên sofa chán diệp uyên đã được băng lại cũng là niên bách ngạn băng bó giúp anh ấy ở sofa đối diện, Tố Diệp khoác thêm áo, mắc hậu di chứng điển hình sau khi khiếp sợ là luyên thuyên không ngừng. Anh à, anh có biết hôm nay là ngày Tết của ma không? Nửa đêm nửa hôm anh xuất hiện làm ma cũng phải chạy mất đấy. Em thật sự không cố ý đánh anh đâu mà. Ai bảo anh bỗng nhiên lên tiếng. Anh phải biết con người ta khi bị khiếp sợ cần có thời gian hòa hoãn mới được. Anh bỗng nhiên cất tiếng nói, làm sao em biết anh định làm gì? Thi thể đó chẳng phải anh sao? Rốt cuộc anh là người hay là ma? Không đúng, nếu anh là người thì ở nhà em làm gì nửa đêm còn dậy ăn vụng chuyện này rốt cuộc là thế nào cả quá trình diệp uyên đều yên lặng vừa ôm chán vừa thoải mái ăn hết một bát mì đợi cho tố diệp hỏi xong câu cuối cùng anh ấy mới nấc một tiếng rút mấy tờ giấy ăn ra lau miệng sau đó lại rót một cốc nước uống ưng ực mấy hớp cạn sạch quá trình ấy thực sự làm tố diệp phát điên cô nhìn về phía niên bách ngạn anh ra hiệu cho cô đừng quá nôn nóng hay lắm cuối cùng em cũng hiểu rồi nhiên bách ngạn anh biết chuyện anh ấy ở đây đúng không hậu di chứng của tố diệp vẫn chưa hết lại bùng nổ nhiên bách ngạn vội tới vỗ về là lỗi của anh tại anh hết anh nên nói trước với em một tiếng mới phải xin lỗi em bây giờ anh nói gì mà chẳng được hai anh trai à hôm nay là ngày xá tội vong nhân đấy đừng có đùa thái quá như vậy được không cuối cùng diệp uyên cũng lên tiếng tiểu diệp em cũng đừng trách bách ngạn chính anh mặt dày muốn trốn tạm ở nhà em cũng chính anh đã xin cậu ấy không được nói với ai rằng anh còn sống. Tố Diệp cảm thấy trong này nhất định có chuyện gì. Khó khăn lắm cô mới bình tĩnh lại được. Cô hỏi, thế nào gọi là trốn tạm ở nhà em? Anh trốn cái gì? Diệp Uyên không trả lời, ánh mắt có phần do dự. Nhiên bách ngạn ngồi bên nói, Diệp Diệp không phải người ngoài, anh nói đi. Diệp Uyên thở dài nặng nề. Anh mau nói đi chứ. Nếu mà không nói, ngày mai em cho anh chết đói. Để anh làm ma đói thêm một năm nữa trên dương gian ngày này năm sau mới được xuống âm phủ, đăng ký đầu thai. Tố Diệp nhè răng trợn mắt. Diệp Uyên nhướng mày nhìn cô rồi lại quay sang Niên Bách Ngạn, ôm vẻ mặt cảm thông, con bé suốt ngày hù dọa cậu thế này phải không? Niên Bách Ngạn khẽ đáp, quen hết rồi anh. Này hai anh có ý gì thế hả? Diệp Uyên, rốt cuộc anh có chịu nói hay không? Không nói là phắn ra khỏi nhà em. Lúc này Tố Diệp đã khôi phục lại logic bình thường rồi. Phản ứng đầu tiên của cô là vui mừng vì Diệp Uyên vẫn còn sống điều đó có nghĩa là cô vẫn còn một người thân là anh ấy trên đời này nhưng sau khi vui mừng qua đi thì vẫn nộ ùa về sao anh ấy có thể giấu cô có còn coi cô là em gái nữa không nhiên bách ngạn hiểu tâm trạng của cô diệp uyên cũng hiểu thấy hốc mắt cô hơi đỏ diệp uyên vội giơ tay đầu hàng rồi tường thuật từ đầu tới cuối câu chuyện tới lúc diệp uyên nói xong hai bàn tay tố diệp cũng đã nắm chặt lại không thể tha thứ tuyệt đối không thể tha thứ được cô nghiến răng ông ta là chú hai của chúng ta mà sao có thể ra tay được chứ thế nên anh đang có một giả thiết táo bạo sắc mặt diệp uyên trầm trọng cái chết của bố liệu có liên quan tới ông ta không anh vừa dứt lời cả phòng bỗng trầm mặc rất lâu sau em đã tìm được rất nhiều đầu sách trong phòng sách của ông ta trong đó có một trang bị xé đi bên trong còn kẹp một bức ảnh trên đó mặt của bố bị người ta dùng bút đỏ vạch vào số sách đó đều là mấy loại sách về thực vật tố diệp nói Diệp Uyên ngẫm nghĩ kỹ lưỡng, có một khoảng thời gian đúng là ông ta đã đích thân phụ trách chuyện dinh dưỡng của bố. Bây giờ động cơ mà chúng ta nghi ngờ đã đầy đủ, nhưng chưa có bằng chứng thực tế. Nghiên Bách Ngạn bình tĩnh lên tiếng. Còn công ty Đài Loan đó thì sao? Bề ngoài có vẻ bình yên, không có bất kỳ vấn đề gì. Nghiên Bách Ngạn nhíu mày, nhưng một công ty có thể khiến Diệp Hạc Thành và Nguyễn Tuyết cầm mâu thuẫn, chắc chắn không đơn giản như những gì nó thể hiện. Lúc cần thiết, em sẽ tìm một số người trong ngành điều tra xem sao. Tố Diệp ôm chân ngồi co quắp một bên, một lúc sau mới nói, bây giờ còn một vấn đề quan trọng. Là gì? Cả Niên Bách Ngạn và Diệp Uyên đều đồng thời nhìn về phía cô. Cô liếm môi, hỏi nghiêm túc, yêu yêu thì sao đây? Lẽ nào, hai anh định giấu cô ấy mãi sao? Ánh mắt Diệp Uyên chợt tối đi. Nhiên Bách Ngạn không nói gì, chỉ nhìn anh ấy. Vài phút sau, Diệp Uyên mới nói với giọng khàn khàn, tạm thời vẫn không nên để cô ấy biết. Chuyện này quá nguy hiểm, anh không muốn cô ấy bị nguy hiểm một chút nào. Vậy anh có biết bây giờ cô ấy đau khổ lắm không? Ngày nào cô ấy cũng khóc. Trái tim Diệp Uyên thắt lại. Em cảm thấy nên để cô ấy biết. Tố Diệp bổ sung. Không, tuyệt đối không thể. Diệp Uyên vô cùng kiên quyết. Tận sâu trong đôi mắt giống như một con thú bị thương. Tố Diệp nhìn ra sự rằn vặt và dây dứt trong lòng anh ấy. Cô thở dài, không nói thêm gì nữa. Một cuộc chiến mới trên thị trường cổ phiếu. Một chiến trường lặng thầm, không khói lửa. Nhưng còn tàn nhẫn hơn cả những cuộc chiến thực sự bách ngạn cậu đoán không sai kẻ đứng đằng sau điên cuồng thu mua cổ phần chính là diệp hạc thành trước đây đúng là đã xem thường ông ta rồi kỳ đông nham ném cho niên bách ngạn kết quả điều tra chẳng ai nói rõ được hai người họ đã bắt đầu hợp tác từ khi nào từ lần trước khi niên bách ngạn nói với cậu ấy nếu cần thiết cậu ấy phải thu mua toàn bộ tinh thạch kỳ đông nham đã bắt đầu giúp niên bách ngạn theo dõi sát sao tình hình cổ phiếu của tinh thạch niên bách ngạn cầm lấy tài liệu đọc thật kỹ cuối cùng cười khẩy Xem ra cái chết của Diệp Uyên bị công khai là một đả kích rất lớn với ông ta. Hoàn toàn làm rối loạn trật tự của ông ta. Kỳ Đông Nham hút thuốc, nếu ông ta biết sau lưng có một thế lực là cậu đang tranh giành cổ phiếu của tinh thạch, thì chắc chắn sẽ phát điên. Nhiên Bách Ngạn chỉ im lặng, cong môi. Hành động của Vanh Sang rất nhanh. Sau khi khoản tiền đầu tiên được gửi vào tài khoản, anh đã bắt đầu mua vào toàn bộ. Bước tiếp theo cậu định thế nào? Giúp mình điều tra công ty Long Thạch đó. Nhiên Bách Ngạn khẽ nói. Anh đã nhờ đại ca khôn điều tra rồi, nhưng cũng đồng thời thế lực và quan hệ của Kỳ Đông Nham trong ngành. Nghe xong, Kỳ Đông Nham nhướng mày, công ty nhỏ à? Sao chưa nghe nói? Niên Bách Ngạn nói một câu sâu xa, công ty nhỏ, nội dung lớn. Từ Kỳ Thị đi ra, Niên Bách Ngạn bèn đi vào bãi đậu xe dưới tầng hầm. Vừa đi tới trước xe mình, anh đã nhìn thấy một cậu nhóc khoảng 7, 8 tuổi chạy tới, trong tay ôm một cái hộp, bước lên hỏi, chú là chú Niên Bách Ngạn phải không ạ? Nhiên bách ngạn cúi xuống nhìn, anh không quen cậu nhóc này. Anh gật đầu. Đúng thế. Thằng bé đưa chiếc hộp cho anh, có người bảo cháu đưa cho chú. Nhiên bách ngạn đón lấy, còn chưa kịp định thần lại thì thằng nhóc đã chạy bay biến. Anh cảm thấy rất kỳ lạ, do dự một lát rồi lắc lắc chiếc hộp. Nó rất nhẹ, không có tiếng động gì. Anh mở hộp ra, bên trong chỉ có một mảnh giấy. Bên trên mảnh giấy chỉ có một hàng chữ duy nhất, ta biết bí mật của mày. Quyển 14 chương 582, Hải sinh biến mất rồi em nguyện được tiếp tục đắm chìm trong mộng tưởng như con ốc xen trốn trong lớp vỏ loang lổ của mình những tổn thương đau khổ kinh hoàng của quá khứ sẽ tan thành mây khói ánh sáng của hiện thực làm bỏng đôi mắt em những ngày tháng em không thể chạm tới những con đường em không thể cúi đầu bước qua tất cả đều cháy rụi trong mơ vì trong giấc mơ ấy có anh nên em chấp nhận yên giấc ngàn thu không tỉnh lại tết trung nguyên vừa trôi qua bầu không khí lúc sáng sớm đã xuất hiện những hương vị không còn thuộc về mùa hạ mà đã mang hơi hướng của tiết thu hơi thở của một sớm mùa thu từ trước tới nay tố diệp luôn muốn dùng một từ ngữ thích hợp nhất để hình dung hương vị mùa thu vì nhất diệp chi thu của bố mẹ khiến cô cảm nhận được mình và trời thu như chung một hơi thở lúc nhỏ cô không cảm thấy gì một người lớn lên trong con hẻm nhỏ như cô cũng chưa bao giờ thực sự ngẩng đầu lên nhìn dáng vẻ của một cây cổ thụ đang xanh ngắt bỗng oằn mình thành một màu vàng ruộng trong ký ức của cô trên cây hòe chỉ có lũ ve đang sản xuất những tạp âm sau này khôn lớn tố diệp càng ngày càng cảm nhận được men say chầm lắng của mùa thu đó là tiết trời sảng khoái được trao đổi bằng cái nóng nực và bực bội khi hè qua thế nên tố diệp cảm thấy mùa thu này có một chút đắng chát của cam thảo một mùi vị rất mâu thuẫn như một nhúng ngày đắng được phết mật ong khi đặt bên miệng sẽ để lại dư vị tháng 8 này mới bắt đầu đã chụp lên thành phố bắc kinh một chiếc lồng hấp gió nóng vù vù thổi qua khiến người ta ngột ngạt nhưng buổi tối trước tết trung nguyên trời lại đổ mưa nên ngày hôm sau khi tết qua đi thời tiết cũng mát mẻ hơn nhiều thậm chí tố diệp còn có thể cảm nhận được chút xe lạnh khi mới thức dậy buổi sáng mùa hè của phương bắc dẫu sao cũng vẫn ngắn ngủi liêm chúng trong phòng làm việc của tố diệp trên chiếc ghế nằm màu cà phê đậm mái tóc dài của dương nguyệt xoá nhẹ nhàng cô ấy cũng nhắm chặt mắt như lần đầu tiên họ gặp nhau hàng mi sạch sẽ và dịu dàng phong cảnh ngoài cửa sổ đã được lấp rèm cửa lọc đi những sắc màu gốc trói lọi khiến những tia sáng chỉ còn lại nét êm dịu và trong vắt một nửa gương mặt của dương nguyệt được bọc trong những tia sáng ấy có chút hư ảo nhưng thoạt nhìn lại mang một nét đẹp an lành phương bộ lôi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh khi lên tiếng chị ta cũng không lãnh đạm và gắt gao như đối với tố diệp chị ta hỏi dương nguyệt chúng ta bắt đầu nhé dương nguyệt vốn dĩ đang thả lỏng tinh thần bất ngờ mở mắt ra không hiểu sao bỗng trở nên căng thẳng cô ấy nhìn thẳng về phía tố diệp ánh mắt còn hơi lo lắng sau khi thấy vậy phương bội lôi tuy rằng có chút bất mãn nhưng trước mặt khách hàng chị ta vẫn cố gắng nhẫn nại an ủi cô ấy đầu tiên cô nhất định phải phối hợp cùng tôi và tin tưởng tôi mới được dương nguyệt vẫn nhìn tố diệp tố diệp cũng ngồi xuống cạnh bên nhẹ nhàng nói em yên tâm đi chị sẽ ở đây từ đầu tới cuối trong lĩnh vực thôi miên bác sĩ phương là người rất có trình độ ở trung quốc chỉ có chị ấy mới giúp được em thôi chẳng phải em muốn tìm hải sinh sao điều kiện trước tiên là em bắt buộc phải hợp tác với bác sĩ phương dương nguyệt lẩm nhẩm khóe mắt hơi đỏ tố diệp đọc được khẩu hình miệng của dương nguyệt cô ấy đang gọi hải sinh hải sinh qua hai buổi tối phân tích tố diệp quyết định vẫn để dương nguyệt tiếp nhận trị liệu thôi miên một lần cô bèn phá lệ gọi điện cho phương bội lôi trao đổi với chị ta về trường hợp của dương nguyệt sau khi nhận được điện thoại của tố diệp phương bội lôi vô cùng kinh ngạc một là trước nay tố diệp chẳng bao giờ gọi điện thoại cho chị ta tố diệp kiêu ngạo phách lối chị ta cũng không ưa gì tố diệp bình thường trong công việc hai người còn chẳng dính dáng gì tới nhau đừng nói tới chuyện gây dựng tình cảm tốt đẹp hai là lúc đó đã hết giờ làm rồi một người vẫn luôn coi tiền không khác gì sinh mạng như tố diệp nay lại tăng ca gọi điện thoại cho chị ta thảo luận công việc mặt trời đúng là mọc đằng tây rồi tố diệp hy vọng có thể liên kết với phương bội lôi cùng giải quyết vấn đề của dương nguyện phương bội lôi bao lâu nay cũng là người chỉ quan tâm công việc không để ý tới người vả lại chị ta cũng khá hứng thú với trường hợp của dương nguyệt nên cũng không khiêu khích nói móc gì mà chấp nhận luôn sau khi nói chuyện điện thoại với phương bội lôi tố diệp mới nghĩ cách làm sao để thông báo với dương nguyệt vì trước đây dương nguyệt đã từng từ chối trị liệu thôi miên thế nên phương bội lôi đành phải bó tay dương nguyệt không đồng ý nhưng mẹ của cô ấy thì lại rất ủng hộ bà ta tuân theo tiêu chí chỉ cần chữa khỏi cho con gái mình thì phương pháp trị liệu nào cũng chấp nhận thế nên tố diệp muốn bắt đầu từ mẹ của dương nguyệt trước nhưng cô còn chưa kịp liên lạc với bà dương thì đã nhận được điện thoại của dương nguyệt trong điện thoại dương nguyệt khóc rất dữ làm tố diệp giật nảy mình đợi cho tâm trạng của cô ấy bình tĩnh hơn một chút tố diệp mới hỏi cô ấy tình hình cụ thể ngày tết trung nguyên đó dương nguyệt gần như đã ở nhà ngủ cả ngày nhưng cô ấy lại không gặp hải sinh bất luận cô ấy khao khát mãnh liệt ra sao hải sinh vẫn không xuất hiện trong giấc mơ của cô ấy dương nguyệt hoảng sợ một mực khóc lóc nói với tố diệp rằng hải sinh bỏ mặc em rồi anh ấy không cần em nữa cô ấy khóc rất thê lương tố diệp nghe mà trong lòng dối bời dối bời không phải vì hải sinh mà vì sự suy sụp của dương nguyệt tố diệp ý thức được hải sinh đã là một người không thể thiếu trong cuộc đời dương nguyệt thậm chí có thể nói dương nguyệt đã coi hải sinh là người yêu thực sự của mình kiểu tình yêu không gặp một ngày ngỡ đã ba thu nếu không cô ấy đã chẳng khóc thảm thiết đến thế trong đầu tố diệp lóe lên một tia sáng cô bèn nhân cơ hội đó khuyên dương nguyệt tiếp nhận trị liệu thôi miên ban đầu dương nguyệt có chút bài xích cho tới khi tố diệp nói rằng muốn tìm được hải sinh thì thôi miên là cách thức tốt nhất vì ký ức của con người là có hạn từ nhỏ tới lớn sẽ quên đi một số chuyện nhưng tiềm thức của con người lại rất mạnh mẽ nó có thể giúp em tìm được những ký ức đã đánh rơi có lẽ hải sinh thật sự tồn tại trên đời này những gì em nhìn thấy trong mơ biết đâu không phải là tưởng tượng mà nó đã từng thực sự xảy ra kỳ thực nói xong mấy lời đó tố diệp đã tự khinh bỉ chính mình vì cô biết rõ mình đang mở mắt nói láo, cô rất kiên định rằng Dương Nguyệt chỉ đang nằm mơ, hải sinh hoàn toàn không có thật. Sở dĩ cô khuyên Dương Nguyệt tiếp nhận trị liệu thôi miên là vì cô cảm thấy tình trạng của Dương Nguyệt ngày sau tệ hơn ngày trước, kiểu gì cũng phải giải quyết mới được. Nhưng rõ ràng là vấn đề của Dương Nguyệt đã không thể giải quyết chỉ thông qua việc phân tích giấc mơ nữa, bắt buộc phải tiến hành thôi miên để tìm ra căn nguyên vấn đề mới được. Thế nên Tố Diệp đã dùng cái cớ này để lừa Dương Nguyệt hơi vô đạo đức đôi chút nhưng cũng vì không còn cách nào khác dương nguyệt đã do dự rất lâu tố diệp suy nghĩ rồi bổ sung thêm một câu trừ phi em vốn không muốn biết hải sinh rốt cuộc có tồn tại hay không lẽ nào em không cảm thấy giấc mơ của mình kỳ quặc sao kiểu gì cũng phải làm rõ mới được có lẽ chính câu nói này đã kích động dương nguyệt cuối cùng cô ấy đã đồng ý tiếp nhận trị liệu thôi miên thế nhưng vấn đề lại phát sinh sáng sớm nay dương nguyệt tới liêm chúng mẹ cô ấy cũng tới theo không giống với lần đầu tiên đến liêm chúng tố diệp nghe nói khi ấy dương nguyệt bị mẹ kéo tới cô ấy lúc nào cũng giấu mình sau lưng mẹ có vẻ rất sợ các bác sĩ tâm lý vậy mà lần này trông tinh thần của cô ấy khá sảng khoái có lẽ có liên quan tới lời hứa của tố diệp rằng sẽ giúp cô ấy tìm hải sinh sau khi đi vào trong phòng làm việc dương nguyệt bèn quay đầu nói với mẹ mẹ ở ngoài đợi con đi bà dương có chút ngỡ ngàng rồi đưa mắt nhìn tố diệp tố diệp khẽ gật đầu với bà ta nhưng trong lòng thì hiểu quá rõ hàm nghĩa trong ánh mắt của mẹ dương nguyệt e là bà ta không thể ngờ con gái của mình lại bị cô giải quyết dễ dàng như vậy câu đầu tiên dương nguyệt nói khi gặp tố diệp là em đã chuẩn bị xong rồi bác sĩ tố hãy thôi miên em đi cô ấy tưởng rằng chính tố diệp sẽ thôi miên cho mình đây là sơ xuất của tố diệp cô bắt đầu giải thích với cô ấy cần cô ấy chấp nhận trị liệu của một bác sĩ tư vấn tâm lý khác cũng chính là bác sĩ phương bội lôi đã bị cô ấy từ chối hiển nhiên là dương nguyệt cự tuyệt Tố Diệp lại phải dịu giọng khuyên nhủ, có lẽ cô cũng giống như Phương Bội Lôi, đã nảy sinh một sự tò mò mãnh liệt đối với trường hợp của Dương Nguyệt, thế nên kiểu gì cô cũng phải khuyên bảo thành công. Cuối cùng Dương Nguyệt cũng chấp nhận, nhưng điều kiện tiên quyết là Tố Diệp nhất định phải ở bên cạnh. Đây cũng là điều Tố Diệp mong muốn. Cô gật đầu đồng ý, thế nên, giờ phút này đây, Dương Nguyệt đang nằm trên chiếc ghế nằm trong phòng làm việc của cô. Phương Bội Lôi cố gắng giúp cô ấy thoải mái hơn, tinh thần không được quá căng thẳng vì nhà thôi miên không phải người làm được mọi thứ chuyện có thể khiến người ta bị thôi miên trong vô hình chỉ tồn tại trong các án lệ khác thậm chí là trong phim ảnh thực tế là người tiếp nhận thôi miên nhất định phải trao đủ sự tin tưởng cho bác sĩ thôi miên của mình thì mới có thể hoàn thành nếu đối phương không hợp tác nhà thôi miên rất khó hoàn thành quá trình thôi miên cuối cùng dương nguyệt cũng yên lặng phương bội lôi bắt đầu dẫn dắt dương nguyệt từng bước một cố gắng dần dần bước vào tiềm thức của cô ấy dưới mệnh lệnh của phương bội lôi hơi thở của Dương Nguyệt càng lúc càng trở nên nhịp nhàng. Hàng lông mày hơi nhíu lại cùng từ từ giãn ra. Tất cả đều được tiến hành rất thuận lợi. Tố Diệp biết Dương Nguyệt đã rất hợp tác với Phương Bội Lôi rồi. Sau khi đi vào trạng thái thôi miên, Phương Bội Lôi hỏi cô ấy mấy vấn đề, Dương Nguyệt thành thật trả lời. Nhưng Phương Bội Lôi vẫn chau mày, sau đó lại thực hiện dẫn dắt thôi miên sâu thêm một bước. Tuy rằng Tố Diệp không sở trường về trị liệu thôi miên, nhưng cũng cảm nhận ra Phương Bội Lôi đang gặp rắc rối. Qua khoảng 15, 16 phút gì đó, phương bội lôi khẽ lắc đầu thấp giọng nói với tố diệp điểm mấu chốt trong vấn đề của cô ấy vốn dĩ không thể tìm ra bây giờ đã vào trạng thái thôi miên sâu rồi nhưng tôi vẫn chưa nhận được thông tin gì giá trị từ tiềm thức của cô ấy vậy phải làm sao đây tố diệp hơi sốt ruột nếu ngay cả lần này cũng không có kết quả vậy thì sau này chắc chắn không thể khuyên dương nguyệt tiếp nhận trị liệu thôi miên được nữa chỉ còn cách tạm đánh thức cô ấy trước phương bội lôi thở dài có vẻ mỏi mệt tố diệp cũng không thể miễn cưỡng đành chán nản gật đầu Phương Bộ Lôi bắt đầu nói lời giải trừ mệnh lệnh. Ở bước cuối cùng, chị ta đột ngột dừng lại. Tố Diệp không hiểu chị ta định làm gì, nhìn chị ta với vẻ nghi hoặc. Phương Bộ Lôi quay đầu, nói với cô, cô cũng biết rõ trong thôi miên học có một phương pháp trị liệu gọi là hồi tưởng kiếp trước. Nếu căn nguyên vấn đề không nằm trong quá trình trưởng thành từ nhỏ tới lớn của cô ấy, vậy thì biết đâu quay ngược lại tiềm thức của kiếp trước có thể sẽ tìm thấy. Tuy rằng phương pháp này còn nhận nhiều phê bình và nghi ngờ của bên ngoài, nhưng đây là cách duy nhất có thể giải đáp được bí mật trong Đầu Dương Nguyệt. Quyển 14 chương 583, sự hồi tưởng của Dương Nguyệt. Trong một xã hội mà người Trung Quốc không có tín ngưỡng như ngày nay, luân hồi chuyển kiếp đã trở thành một đề tài vô căn cứ. Người Trung Quốc không còn tin vào thần thánh, không còn tin vào vòng tuần hoàn của luật nhân quả, càng không tin rằng có kiếp trước, kiếp sau. Thế nên hàng ngày họ đều sống rất thực tế mà tàn nhẫn, tàn phá và uổng phí quá mức kiếp này của mình. Nhưng tất cả những người làm việc trong ngành tâm lý học đều tin tưởng chắc chắn vào sự tồn tại của phương pháp trị liệu thôi miên mang tên hồi tưởng kiếp trước. Hồi tưởng kiếp trước không giống với luân hồi chuyển kiếp. Nó không chỉ đơn thuần khai thác vấn đề chuyển kiếp, hơn nữa còn là trọng điểm việc trị liệu và hồi phục toàn diện của một cá nhân. Rất nhiều người theo một tôn giáo nhất định, các nhà tư vấn tâm lý, các bác sĩ trị liệu tâm lý và các chuyên gia có liên quan đều cho rằng, nếu một người có thể trở về kiếp trước, hiểu được trước đây đã từng xảy ra chuyện gì, vậy thì nhất định sẽ có sự trợ giúp rất lớn đối với sức khỏe của một bệnh nhân ở kiếp này. Vì rất nhiều vấn đề của kiếp này đều có sự liên quan với những trải nghiệm ở kiếp trước. Hồi tưởng kiếp trước trong thôi miên học được gọi bằng thuật ngữ liệu pháp tiền kiếp, viết tắt là PLT, khởi sinh từ thế kỷ 20. Một nhà thôi miên tên là Alberto Chas đã mang quan niệm này tới cho người hiện đại. Và một bác sĩ trị liệu tiền kiếp tên là Dick Sutphen đã phát triển nó lên vào những năm 60. Liệu pháp PLT chỉ tình trạng của một bệnh nhân sau khi được thôi miên sâu, trong não bộ sẽ hình thành lên những hình ảnh mà họ tồn tại với tư cách người quan sát. Các bác sĩ trị liệu sẽ dẫn dắt họ quay về lúc nhỏ, quay về thời điểm trước khi sinh ra, quay về lúc họ còn nằm trong tử cung của người mẹ, rồi cứ thế tiếp tục. Đây chính là cách kéo dài của liệu pháp hồi tưởng quá khứ. Dưới sự dẫn dắt ấy, tiềm thức của bệnh nhân sẽ đi qua một đường hầm tối tăm, dài răng rặc, cho tới khi nhìn thấy những hình ảnh mà họ lĩnh hội được phía sau ánh sáng những nhà thôi miên có liên quan cho rằng trở về kiếp trước là để kiếp này có thể sống tốt hơn rất nhiều người áp dụng phương pháp trị liệu tiền kiếp nói ví dụ những người mắc chứng bệnh béo phì hay những người ăn uống rượu trẻ quá độ đều là vì kiếp trước không được thỏa mãn mà thành còn những người hay trầm cảm có khuynh hướng tự sát tự ngược đãi bản thân đa nhân cách và tinh thần phân liệt cũng đều có căn nguyên từ kiếp trước nếu một người mắc chứng đau nửa đầu trường kỳ thì rất có thể kiếp trước họ tử vong vì bị đánh vào đầu tới chết tất nhiên liệu pháp plt cũng nhận được rất nhiều ý kiến phản bác rất nhiều người theo chủ nghĩa duy vật cho rằng đây chẳng qua chỉ là một trò bịp bợm khi những nhà thôi miên áp dụng phương pháp dẫn dắt những hình ảnh kiếp trước mà người bệnh nhìn thấy đều là sự tưởng tượng sau khi được họ dẫn dắt đồng thời cũng có không ít nhà khoa học kịch liệt lên án thủ đoạn trị liệu giống như mê tín này nhưng chính bản thân họ lại chẳng thể đưa ra được quan điểm phản bác nhưng nguyên nhân khiến phương pháp trị liệu ptl này dần dần được rất nhiều người chấp nhận là nó thật sự có thể khiến bạn nhìn thấy một số hình ảnh. Bạn biết rõ đó là kiếp trước của mình, tìm được vấn đề tồn tại để giải quyết những khúc mắc kiếp này. Thông thường mà nói, các nhà trị liệu sẽ tìm nguyên nhân cho bệnh nhân từ kiếp này trước, tìm ra căn nguyên hình thành vấn đề. Nhưng một khi ở kiếp này không tìm được vậy thì rất có thể nguyên nhân đó, cái nút thắt đó hình thành từ kiếp trước, phải tìm ra và xử lý nó. Và trị liệu PLT vẫn đang tồn tại giữa sự tranh luận và linh nghiệm đó. Chú ý của tác giả những lời tôi viết trên đây không phải là tự sáng tạo khi viết văn chỉ đang trình bày một cách khách quan về phương pháp trị liệu plt của lĩnh vực tâm lý trong xã hội hiện nay chú thích của người dịch các bạn có thể lên google tìm hiểu thêm về liệu pháp này nếu tò mò vì các bài viết đều khá dài mình không thể trích hết vào đây nếu cần mình sẽ nghiên cứu là một cái phụ lục chỉ biết rằng liệu pháp này đang ngày càng được các quốc gia phương tây quan tâm nhiều hơn tố diệp hiểu rõ về biện pháp trị liệu plt cô còn do dự là vì cách làm của phương bội lôi chưa có sự đồng ý của bệnh nhân. Phương bội lôi nhận ra sự trần trừ của cô. Cô ta càng đè thấp giọng xuống, vừa rồi cô cũng thấy đấy, tôi đã dẫn dắt cô ấy quay trở về lúc còn nhỏ, nhưng căn nguyên của vấn đề vẫn chưa được tìm thấy, vậy thì rất có thể nó tồn tại ở kiếp trước. Không sai, chúng ta chưa có được sự đồng ý của cô ấy. Nhưng cô thử nghĩ mà xem, nếu cô gọi cô ấy dậy, rồi nói rằng sẽ thực hiện biện pháp trị liệu hồi tưởng kiếp trước với cô ấy, cô cảm thấy liệu cô ấy có tin không? một khi cô ấy không tin tưởng tôi thì việc thôi miên tiếp theo của tôi sẽ rất khó thực hiện lời phương bội lôi nói rất có lý tuy rằng trái với quy định nhưng chí ít có thể bảo đảm rằng lần này dương nguyệt có thể tiếp tục trị liệu một cách thuận lợi sau khi suy nghĩ rất lâu tố diệp mới khẽ gật đầu về phương pháp trị liệu này cô tuyệt đối tin tưởng phương bội lôi phương bội lôi học chuyên ngành thôi miên học phương pháp plt là bài học bắt buộc hơn nữa những bệnh nhân đã được cô ta áp dụng phương pháp trị liệu plt cũng không phải là ít Thế nên Tố Diệp không lo trong quá trình thôi miên sẽ xảy ra vấn đề gì. Phương Bộ Lôi bắt đầu tiến hành dẫn dắt Dương Nguyệt ở một cấp độ sâu hơn. Sau khi chậm rãi nói ra chỉ lệnh thôi miên, hơi thở của Dương Nguyệt càng trở nên dài và nặng nề. Đã nhìn thấy ánh sáng trắng chưa? Giọng của Phương Bộ Lôi rất nhẹ nhàng. Gương mặt Dương Nguyệt bình thản, mí mắt hơi run rẩy. Khóe môi cô ấy khẽ mở, nhìn thấy rồi. Tố Diệp ở bên cạnh, tim sắp vọt lên tận cổ họng đến nơi có người nói nếu bạn thích thăm dò bí mật nội tâm của người khác vậy thì bạn nhất định phải làm một nhà thôi miên vì mỗi một người bệnh đồng ý hợp tác cùng làm trị liệu thôi miên với bạn đều có thể thỏa mãn khao khát được khám phá của bạn nhưng cũng có người nói nếu bạn không muốn làm việc quá khổ sở thì bạn nhất định đừng trở thành một nhà thôi miên vì có lúc những nhà thôi miên cũng có lúc không chịu nổi khi phải nghe quá nhiều bí mật mà liệu pháp plt này là cách giải đáp bí mật của kiếp trước điều này càng khiến người ta kinh ngạc thế nên Tố Diệp hơi căng thẳng. Cô không biết kiếp trước rốt cuộc Dương Nguyệt đã trải qua những chuyện gì. Trong liệu pháp PLT, việc đi qua đường hầm dài đó là rất quan trọng, vì nó tượng trưng cho thời gian. Bạn đi càng sâu, chứng tỏ quãng thời gian mà bạn hồi tưởng sẽ càng lâu. Còn ánh sáng trắng đó chính là một điểm mấu chốt giữa kiếp trước và kiếp. Này, chỉ cần nhìn thấy ánh sáng trắng thì mới có thể quay về kiếp trước. Có người thích hợp với liệu pháp PLT, thế nên có thể bước vào trạng thái hồi tưởng kiếp trước dưới sự dẫn dắt của nhà thôi miên một cách nhanh chóng. Nhưng có người thì lại không được, cần rất lâu, thậm chí là nhiều lần dẫn dắt mới có thể bước vào. Mà rõ ràng, Dương Nguyệt là trường hợp thứ nhất. Cô ấy đã nhìn thấy ánh sáng trắng. Dưới sự dẫn dắt từng bước của Phương Bội Lôi, cô ấy đang đi về phía nó. Xuyên qua ánh sáng trắng đó, cô nhìn thấy thứ gì? Dương Nguyệt không có phản ứng. Tố Diệp hơi sốt ruột. Phương Bội Lôi ra hiệu cho cô đừng sốt ruột, giọng nói gần như là thủ thỉ. Điều này có nghĩa là tới giờ cô ấy vẫn chưa nhìn thấy hình ảnh cụ thể, chắc vẫn còn hỗn loạn. Sau đó, Phương Bội Lôi tiếp tục chỉ dẫn, cô thử đi tiếp về phía trước xem sao. Lông mày Dương Nguyệt khẽ nhíu lại. Tôi, nhìn thấy rất nhiều ngư dân. Là, làng trài. Dương Nguyệt do dự, giống như một làng trài. Làng trài đó ở đâu? Mí mắt Dương Nguyệt run lên dữ dội. Cô không cần căng thẳng. Dương Nguyệt, cô nhìn thấy rất nhiều ngư dân. Vậy hãy thử tiến gần về phía họ, liệu qua những lời nói của họ có thể biết được vị trí của làng trài không dương nguyệt im lặng một lúc rồi lẩm bẩm đại áo đại áo phương bội lôi nhìn tố diệp một cái tố diệp cảm thấy tên của làng trài này rất quen tai có lẽ cô từng nhìn thấy trên mạng hoặc nghe trên thời sự nhưng nhất thời chưa thể nhớ ra nó ở địa phương nào bèn vội vàng ghi chép lại cô có quen những người dân trài ấy không một lúc lâu sau dương nguyệt mới gật đầu có một người là bố của hải sinh một câu nói đã làm cả tố diệp và phương bội lôi thẳng thốt có một người là bố của hải sinh hiện giờ dương nguyệt đang tiếp nhận trị liệu plt cũng tức là bây giờ những gì dương nguyệt nhìn thấy đều là hình ảnh của kiếp trước cô ấy nói đã nhìn thấy bố của hải sinh vậy có nghĩa là hải sinh là người có liên quan tới kiếp trước của dương nguyệt cô có thể tìm được hải sinh không phương bội lôi kìm nén tâm trạng kích động cố gắng để giọng nói của mình thật bình tĩnh dương nguyệt lại trầm mặc rất lâu lần này phải hơn hai mươi phút phương bội lôi cũng vô cùng kiên nhẫn chờ đợi đúng vào lúc tố diệp tưởng rằng dương nguyệt sẽ không nói gì nữa thì cô ấy lại lên tiếng tôi nhìn thấy hải sinh rồi ngữ điệu của dương nguyệt nằm trên ghế rất kích động hàng mi như đôi cánh ve sầu run rẩy không ngớt cậu ấy đang làm gì hải sinh dương nguyệt lẩm bẩm cái tên này anh ấy và tôi đang đi dạo trên bãi biển cô là dương nguyệt sao không là nghi anh dương nguyệt bật ra một cái tên xa lạ tôi là nghi anh Tố Diệp ghi lại cái tên này. Vậy được, nghi anh. Cô cho tôi biết, bây giờ là mùa gì? Là mùa xuân. Dương Nguyệt đáp rất chính xác, tôi và Hải sinh quen nhau bên bờ biển. Anh là người đẹp trai nhất trong số đám con trai làng trài. Hai người có yêu nhau không? Dương Nguyệt khẽ gật đầu. Anh ấy rất yêu tôi, tôi cũng yêu anh ấy vô cùng. Sau đó thì sao? Dương Nguyệt bất ngờ cuộn chặt tay lại. Tố Diệp giật mình. Cô biết rõ đây là một biểu hiện khi tâm lý Dương Nguyệt thay đổi, không sai dương nguyệt trở nên rất bất an bố mẹ tôi không đồng ý các khớp ngón tay của dương nguyệt càng lúc càng trắng bệch họ đã đánh hải sinh hải sinh rất đau đớn nghi anh phương bội lôi cố gắng vỗ về và dẫn dắt cảm xúc của cô ấy tại sao bố mẹ cô lại phản đối cô và hải sinh yêu nhau họ họ bắt tôi lấy chồng ở nơi khác nhà hải sinh rất nghèo bố mẹ tôi đều làm quan họ không cho phép tôi và hải sinh qua lại dương nguyệt đau khổ nói cô còn nhớ được tên của bố mẹ mình và tên của bố mẹ hải sinh không dương nguyệt gật đầu hải sinh chỉ còn cha thôi nói xong dương nguyệt nói lại tên của cha mẹ mình và cha của hải sinh ở kiếp trước tố diệp tốc ký rất nhanh tiếp đó thì sao hai người chia tay sao tôi và hải sinh quyết định bỏ trốn tố diệp kinh ngạc hai người bỏ đi rồi không tâm trạng dương nguyệt có sự thay đổi rất kích động một giọt nước mắt trào ra từ hốc mắt sắc mặt cô ấy tái nhợt mồ hôi cũng bắt đầu túa ra bờ môi run lẩy bẩy. Phương bội lôi. Tình hình của cô ấy rất không ổn. Phương bội lôi ấn cô xuống rồi tiếp tục truy hỏi. Nghĩ anh. Cô nói cho tôi biết đi. Bây giờ cô nhìn thấy cái gì? Không. Hải sinh. Hải sinh. Phương bội lôi. Chị mau gọi cô ấy dậy đi. Tố Diệp sợ sẽ xảy ra chuyện. Phương bội lôi cũng biết không thể miễn cưỡng nữa bèn nói một câu lệnh. Tới khi chị ta đếm đến một, Dương Nguyệt bỗng nhiên mở mắt ra, nhưng gương mặt đã đầm đìa nước mắt. Dương Nguyệt. Tố Diệp vội vàng xích tới. Nhưng ánh mắt Dương Nguyệt lo lắng và thê lương. Cô ấy nức nở nói, hải sinh, đã bị bố mẹ em giết chết rồi. Quyển 14 chương 584, lý do hoang đường. Bầu trời cao xanh, trong vắt. Trong không khí có một chút xe lạnh, cứ thế quấn chặt lấy cái oi ả à của mùa hè, cùng ngang nhiên hoành hành trong thành phố Bắc Kinh này. Niên bách ngạn lái xe quay trở về tứ hợp viện. Sau khi đi vào phòng khách, anh tảng lờ Diệp Uyên đang nằm trên sofa, vừa ăn vừa xem TV mà đi thẳng vào phòng sách diệp uyên thì đang mải cảm thán sự đãi ngộ khác biệt giữa cơ trưởng nội địa và cơ trưởng hồng kông khi xem bộ phim bao la vùng trời được phát lại thấy niên bách ngạn trở về với nét mặt u ám anh ấy cảm thấy vô cùng kỳ lạ cửa phòng sách được đóng chặt niên bách ngạn mệt mỏi dựa vào chiếc ghế xoay rất lâu sau mới lục từ trong túi áo ra một mảnh giấy rồi nhìn nét chữ trên đó một lúc nữa anh lại kéo ngăn tủ ra rút từ trong ra một mảnh giấy khác anh vuốt phẳng hai mảnh giấy đặt lên mặt bàn một mảnh anh nhận được khi ở trong bãi đậu xe. Mảnh còn lại nhận được vào ngày cưới của anh và Tố Diệp. Anh nhìn lướt qua nét chữ, giống y hệt nhau, ánh sáng trong phòng sách rất tối. Tấm rèm cửa nặng trịch màu cà phê đậm, che toàn bộ những tia nắng muôn vàn rực rỡ bên ngoài. Cả người Niên Bách Ngạn bao trùm trong bóng tối ấy. Gương mặt Tuấn Tú đã đóng băng lại. Đường cong giữa bờ môi mím chặt và khuôn cằm trở nên sắc lẹm. Đáy mắt anh gần như không còn một chút nhiệt nào. Qua những tia sáng yếu ớt, anh nhìn chằm chằm vào nét chữ trên hai mảnh giấy. Một mảnh viết, chúc mừng hai người cuối cùng cũng đã gặp lại nhau. Duyên phận, quả là kỳ diệu. Mảnh còn lại viết, ta biết bí mật của mày. Nhiên bách ngạn cầm một trong hai mảnh giấy lên. Ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng cuộn lại. Đầu mày anh nhíu chặt, sắc mặt cực kỳ nghiêm nghị. Từ hôm tân hôn ấy khi nhận được mảnh giấy này, anh đã không cho rằng đó chỉ là một trò đùa ác ý. Anh không điều tra một cách mù quáng, mục đích chính là chờ đợi đối phương chủ động xuất hiện và hôm nay đối phương một lần nữa gửi cho anh một mảnh giấy bí mật đối phương biết được bí mật gì của anh ánh mắt nghiên bách ngạn dừng lại trên mảnh giấy đầu tiên tuy rằng ánh mắt đã hiểu ra nhưng chỉ càng thêm lạnh lẽo nếu như đối phương thật sự có liên quan tới chuyện năm ấy vậy thì anh càng không thể hành động khinh suất nghĩ tới đây nghiên bách ngạn bất ngờ siết chặt nắm đấm trong tay trên đời này anh hận nhất là bị kẻ khác uy hiếp xem ra đối phương đang dục dịch hành động rồi bầu không khí xung quanh dường như cũng giá lạnh hơn. Từng tầng, từng lớp lan rộng khiến nhiệt độ của cả phòng sách cũng hạ xuống điểm đóng băng. Bỗng nhiên, có người gõ cửa. Thanh âm rất nhẹ, rất rời rạc. Nghiên bách ngạn thu lại vẻ giá lạnh trong đôi mắt. Một giây sau anh cất hai mảnh giấy ấy vào trong ngăn kéo, khi ngước mặt lên đã trở lại vẻ bình thản. Vào đi. Cửa phòng sách được mở ra. Diệp Uyên đi vào, trong tay cầm một trái táo, uể oải tự người bên cửa. Cậu gặp phiền phức à? Dứt lời, anh ấy lại gặm một miếng táo. Miên Bách Ngạn đứng dậy, ngồi lại xuống sofa. Đồng thời lúc ấy, anh giơ tay lên, từ từ mở rèm cửa ra bằng hệ thống cảm ứng. Cả một khoảng nắng sốt sáng ùa vào phòng, dài khắp phòng một màu vàng ruộng. Có bóng đổ xuống nền nhà, bắn ra vô số quầng sáng. Cuộc đời vẫn luôn tươi đẹp, chỉ có nhân tính là hoàn toàn không tốt đẹp. Em đang nghĩ có cần phải thu tiền sinh hoạt của anh không đây? Miên Bách Ngạn không trả lời câu hỏi của anh ấy, Diệp Uyên đi vào phòng, ngồi đối diện với anh. Sau gặm thêm mấy, miếng chỉ còn lại hạt táo, anh ấy vứt nó vào thùng rác rồi mỉm cười, cậu có tiền mua đất tinh thạch, lẽ nào lại không có tiền nuôi tôi ăn uống. Dứt lời, anh ấy liếc nhìn Nhiên Bách Ngạn, như cười như không. Gương mặt Nhiên Bách Ngạn không có lấy một chút kinh ngạc. Anh cười khẽ, đun sôi nước rồi bình thản pha trà, người đã chết một lần thì sẽ trở nên cực kỳ nhạy bén sao? Ít nhất thì anh của bây giờ cũng phải khiến em có cái nhìn khác. Phải rồi nếu trước đây mà tôi cũng nhanh nhạy được như cậu thì giờ đã chẳng phải trốn trong nhà cậu là một kẻ đã chết diệp uyên cong môi cười niên bách ngạn không nói gì chỉ hừ khẽ một tiếng anh rót ra hai cốc trà một cốc đưa cho diệp uyên một cốc anh đặt trước mặt mình diệp uyên đón lấy tách trà khẽ nhấp một ngụm rồi nói niên bách ngạn không phải tôi oán trách gì chuyện cậu giấu tôi thu mua tinh thạch thật lòng mà nói tinh thạch có thể rơi vào tay cậu là tôi yên tâm nhất chọn giữa chú hai và cậu tôi mong là cậu hơn đúng là em có ý định mua chọn tinh thạch một thế lực còn lại trên thị trường cổ phiếu chính là em niên bách ngạn không giải thích nhiều mà nói thẳng kết quả chuyện này không khó điều tra nếu diệp uyên có ý muốn điều tra thì chắc chắn sẽ biết được đối phương chính là niên bách ngạn đồng thời nếu diệp hạc thành cũng muốn biết ai là kẻ đứng đằng sau dở trò thì nhất định cũng có thể tìm ra niên bách ngạn tin rằng những hành vi điên rồ của diệp hạc thành trên sàn giao dịch thời gian này là vì đã biết chắc có sự tham gia của anh Diệp Uyên đặt tách trà xuống, trầm tĩnh một lúc mới nói, tôi đã lái máy bay bao nhiêu năm nay, gặp không ít lần nguy hiểm. Có mấy lần đã bất đắc dĩ phải thông báo tới hành khách hãy thảo sẵn di chúc. Trong từng lần nguy hiểm ấy tôi đều nhìn thấy người ta quyết không từ bỏ, dù chỉ còn giây phút cuối cùng. Sự kiên trì ấy khiến tôi cảm thấy con người thật ra rất lương thiện. Nhưng tại sao khi đối mặt với lợi ích, người ta lại cũng có thể trở nên tồi tệ. Tôi không muốn đối mặt với những điều này. So với việc bắt tôi hoàn toàn thất vọng về nhân tính, chẳng bằng để tôi tin rằng người ta sắp chết vẫn còn lương thiện lần này việc làm của chú tôi đã hoàn toàn khiến trái tim tôi giá lạnh cũng triệt để chán ghét hoàn cảnh để lợi ích thúc đẩy này tôi biết rõ nếu để tinh thạch rơi vào tay chú hai sẽ tệ hại đến mức nào một người đã có thể dẫm lên thi thể của người thân để có được thành công thì người này có bao nhiêu đức hạnh để quản lý công ty sợ rằng sẽ có một ngày tinh thạch cũng sẽ bị bán mất vì lòng tham của ông ta nhưng nhiên bách ngạn tôi tin cậu sẽ không làm vậy nhiên bách ngạn nhìn anh ấy rất lâu ngữ khí cũng trầm hơn đôi chút, có lẽ em cũng sẽ có ngày lực bất tòng tâm. Có ư? Diệp Uyên nhìn anh lo lắng. Nhớ lại mảnh giấy kia, một chút nhiệt lại tan đi trong đôi mắt nghiên bách ngạn. Anh nói, em cũng chỉ là một người quá đỗi bình thường, cũng có những việc nằm ngoài khả năng. Trước đây cậu đâu có tự ti như vậy. Diệp Uyên nhíu mày. Nghiên bách ngạn rót thêm trà cho hai người. Hương trà nhẹ nhàng lan tỏa rồi cũng từ từ tan biến. Anh lên tiếng, giọng nói cũng điềm đạm, trầm tĩnh như hương trà trước mắt con người ai cũng có thứ mà mình sợ hãi diệp uyên kinh ngạc niên bách ngạn khẽ nhấp một ngụm trà tôi nghĩ không ra liệu có chuyện gì có thể khiến một thương nhân nổi tiếng sắt đá như cậu phải trùn bước gương mặt diệp uyên càng lúc càng khó đăm đăm niên bách ngạn không trả lời chỉ khẽ cong môi nếu thật sự có ngày đó đến cả cậu cũng phải bất lực rất lâu sau diệp uyên trầm ngâm rồi nhìn niên bách ngạn vậy thì cậu nhất định phải bảo đảm cho tinh thạch được chu toàn chỉ có người cậu giao phó tôi mới yên tâm niên bách ngạn nhướng mày anh nghĩ kỹ rồi ư có rất nhiều thân phận vốn dĩ là gông cùm tôi chưa bao giờ thèm muốn làm vậy tuy là rất ích kỷ nhưng tôi chỉ muốn con mình sau này được sống vui vẻ diệp uyên chân thành nói niên bách ngạn nghịch nghịch tách trà như đang suy nghĩ điều gì đó rồi cười nhạt có lẽ ai cũng mệt mỏi rồi liêm chúng trong phòng làm việc của tố diệp dương nguyệt ngồi trên chiếc ghế nằm mồ hôi đầm đìa trên trán nước mắt men theo hốc mắt chảy xuống như những hạt ngọc đứt dây tràn tới bờ môi cực kỳ đắng chát cô ấy tỉnh rồi. Khi câu nói hải sinh, bị bố mẹ em giết chết, bật ra khỏi miệng, Dương Nguyệt đã khóc rất thương tâm. Tố Diệp nhận ra, đó là nỗi đau xé ruột xé gan. Trong phương bội lôi rất mệt mỏi. Cô ta cũng dựa ra sau ghế, yên lặng đợi Dương Nguyệt khóc, không nói câu nào. Tố Diệp cũng không thúc giục Dương Nguyệt, càng không khuyên cô ấy đừng khóc. Cô cũng giống như phương bội lôi, đợi cho cô ấy giải tỏa hết cảm xúc của mình. Dương Nguyệt có phản ứng này không phải chuyện gì tồi tệ, Chí ít thì tiềm thức của cô ấy đã nhớ lại một số chuyện, hơn nữa những chuyện này hoàn toàn có thể giải quyết vấn đề hiện tại của cô ấy. Dương Nguyệt khóc đúng hơn 20 phút, cho tới khi điện thoại trên bàn đổ chuông, Tố Diệp mới đứng dậy nghe máy. Là Lý Thánh Đản gọi tới, nhắc Tố Diệp rằng thời gian trị liệu cho Dương Nguyệt hôm nay sắp hết, 15 phút nữa sẽ có một bệnh nhân khác. Tố Diệp nhìn đồng hồ rồi lại nhìn Dương Nguyệt trên ghế, cô suy tính mấy giây rồi nói với Lý Thánh Đản, lập tức thông báo cho khách hàng kia thay đổi thời gian khám bệnh một chút cô cần có đủ thời gian để xử lý chuyện của Dương Nguyệt. Lý Thánh Đản nhận ra ngữ khí nặng nề của Tố Diệp, bèn đồng ý, sau khi đặt điện thoại xuống, tiếng khóc của Dương Nguyệt cũng nhỏ đi nhiều. Phương Bộ Lôi đưa khăn giấy cho cô ấy. Tố Diệp cầm sổ ghi chép bước tới, ngồi xuống, khẽ thở dài rồi hỏi, "Bây giờ em đã nhớ lại tất cả những chuyện liên quan tới Hải Sinh rồi chứ?" Một ký ức kỳ lạ. Dương Nguyệt thút thít, "Đừng ngại, cứ kể ra." Dương Nguyệt rưng rưng nước mắt nhìn Tố Diệp, "Em nghĩ chỉ là mơ, trước giờ luôn là mơ nhưng lại cảm thấy hải sinh đích thực tồn tại giờ em biết rồi anh ấy đã từng tồn tại tố diệp khẽ gật đầu khó khăn lắm dương nguyệt mới kìm chế được tâm trạng bi thương sau khi hơi ngừng lại giây lát cô ấy kể lại từ đầu tới cuối những chuyện đã nhớ ra đó là một câu chuyện tình yêu đẹp mà thê lương câu chuyện xảy ra tại một làng trài xinh đẹp tên là đại áo nằm tại một mảnh đất có nền văn hóa cổ xưa nhất hồng kông trên vùng biển đó có những người ngư dân hiền lành chân chất sinh sống Hằng ngày, họ ra khơi kiếm sống, bắt cá làm kế sinh nhai với sự tôn trọng quy luật của mẹ thiên nhiên. Lúc ấy, cả mảnh đất Hồng Kông vẫn còn là thuộc địa của thực dân Anh. Làng trài đại áo càng không bị khai thác quá mức, nên còn khá mới mẻ với thế giới bên ngoài. Nghi Anh không phải người của làng trài đại áo. Cô đi theo bố mẹ làm quan, chuyển tới sống ở đó. Nói một cách khác, so với những người dân trài nơi đây, Nghi Anh chính là một tiểu thư khuê cát. 16 tuổi, cô đã tới làng trài đại áo. Được chứng kiến một cảnh đẹp chấn động chưa từng thấy Chưa bao giờ cô biết Thì ra nhìn những người dân trài ra biển đánh cá Cũng là một chuyện thú vị Lúc rảnh rỗi Cô lại kéo lê đôi giày quý giá của mình Thành thơi dạo bước trên bãi cát Nhìn từng đàn hải âu lớn tung cánh bay qua mặt biển Nửa năm sau khi chuyển tới đại áo Cuối cùng nghi anh đã quen biết với hải sinh Người con trai hơn cô 4 tuổi ấy À không Một hải sinh 20 tuổi Ở làng trài đại áo này nên được gọi là đàn ông rồi Từ nhỏ anh đã lớn lên bên bờ biển thời gian rảnh ngoài giờ học anh lại cùng bố ra biển đánh cá thế nên anh luyện được cho mình một cơ thể với những cơ bắp cuồn cuộn và khung xương rắn chắc một cách tự nhiên ông trời dường như đặc biệt thiên vị hải sinh anh không bị phơi nắng tới sạm đen như những ngư dân khác anh có một nước da màu đồng đậm đà tuyệt đẹp đôi mắt anh mới đặc biệt hút hồn khi anh không cười đôi mắt ấy cũng tựa như đang khẽ mím môi cười trong làng trài đại áo có rất nhiều cô gái thầm mến mộ hải sinh anh là sinh viên đại học hiếm hoi trong làng trài trong mắt ngư dân ở đây anh có học thức có văn hóa còn trong mắt các cô gái anh cao lớn đĩnh đạc văn võ song toàn nhưng hải sinh lại chỉ yêu mình nghi anh và nghi anh cũng đã trao tình cảm sâu sắc cho một hải sinh không yếu đuối như những người con trai ở thành thị họ đắm chìm vào tình yêu rất nhanh khi ấy nghi anh còn chưa học đại học hải sinh phải vòng một nửa hồng kông để tới thăm cô mỗi lần anh đều mang cho cô các loại cá khô tuyệt ngon hoặc những món quà vặt khác. Nghi anh biết ra cảnh nhà hải sinh không khá giả cho lắm, thế nên chưa bao giờ yêu cầu anh phải mua cho cô những món quà đắt đỏ gì. Chỉ cần ăn món cá khô hay những món quà vặt anh mang cho là, cô đã rất vui rồi. Họ gặp nhau vào mùa xuân, mùa hạ thì bắt đầu yêu nhau. Điều nghi anh thích nhất là được nghỉ hè. Vì cứ tới kỳ nghỉ hè, cũng tức là cô sẽ có nhiều thời gian ở bên cạnh hải sinh hơn. Hải sinh sẽ nắm tay cô, đi dạo trên bãi cát, hít thở làn gió biển trong lành, nhìn từng đàn hải âu trao nghiêng, kêu dâm gian trên mặt biển. Hải sinh vẫn hay nói, nghĩ anh, anh sẽ đợi tới ngày em trưởng ngày, rồi anh sẽ cưới em làm vợ. Nghĩ anh sẽ ngượng ngùng đáp, giờ em đã lớn rồi mà. Hải sinh mỉm cười lắc đầu, em mới có 16 tuổi thôi. Nghĩ anh nói, vậy em phải nhanh lớn tới 18 tuổi rồi anh sẽ cưới em, được không? Hải sinh ôm chặt lấy cô, được, bình thường bố mẹ của Nghĩ anh đều bận rộn công việc. Họ làm công việc quản lý cả một làng trài, thế nên hoàn toàn không biết gì về mối tình của Nghi Anh. Cứ như vậy, Hải Sinh và Nghi Anh bình an vô sự yêu nhau được 2 năm. Nghi Anh đã 18 tuổi, còn Hải Sinh trở thành chàng trai 22. Nghi Anh càng lớn càng xinh đẹp, động lòng người, còn Hải Sinh mỗi ngày một tuấn tú, mạnh mẽ. Ra biển đánh cá không còn là công việc duy nhất của Hải Sinh nữa. Anh đã có việc làm của riêng mình trong thành phố, chỉ những lúc rảnh rang, anh mới trở về đại áo phụ bố ra biển. Nghi Anh cũng đã lên đại học. Cô gần như phải lấy cái chết ra ép buộc mới được ở lại Hồng Kông học đại học. Cứ thế, sự tiếp xúc của hai người lại càng thêm khăng khít. Hải Sinh chúc mừng sinh nhật 18 tuổi cho Nghi Anh. Tối đó, họ đã lựa chọn đi cắm trại ngoài trời. Dưới ánh lửa, giữa đất trời dường như chỉ còn hai người họ. Bầu trời đêm rất xa xôi, các vì sao lại rất gần, phủ khắp màn đêm, gần như chỉ cần giơ tay là có thể bắt được. Hải Sinh hôn Nghi Anh và nói, "Thật sự chỉ muốn cưới ngay em về nhà." Nghi Anh mỉm cười, em đã 18 tuổi rồi. Hải sinh nhìn cô, tia sáng trong đôi mắt sâu xa, cuốn hút như những vì sao. Nghi anh nhìn mãi, nhìn mãi tới đỏ cả mắt. Cô cảm thấy, ánh mắt anh vô cùng rực lửa, khác hẳn trước đây. Tối đó, Nghi anh đã trao cho Hải sinh lần đầu tiên của mình. Ở thời đại đó, trước khi kết hôn đã xảy ra chuyện này là to gan và cấm kỵ. Hải sinh nói với Nghi anh rằng, đợi qua học kỳ này, anh sẽ tới nhà, đặt vấn đề với gia đình em. Nhưng học kỳ ấy còn chưa kịp qua đi, nghĩ anh đã phát hiện cơ thể của mình không bình thường. Cô đau đầu, buồn nôn, cả ngày uể oải. Khi tới thăm cô, Hải Sinh phát hiện sắc mặt cô rất khó coi bèn đưa cô tới bác sĩ. Kết quả chẩn đoán, nghi anh đang có thai. Một cô bé mới có 18 tuổi nhưng nghi anh đã vô cùng sợ hãi. Nhưng Hải Sinh thì rất vui. Anh ôm lấy cô, phấn khích nói, anh làm bố rồi, làm bố rồi. Nghi anh có vẻ bối rối. Cô hỏi Hải Sinh, chúng ta phải làm sao đây? Hải Sinh xoa đầu cô và nói, ngốc ạ. À, đương nhiên là chúng ta phải kết hôn rồi nghi anh đỏ mặt vì vậy hải sinh đã sốt sắng tới nhà nghi anh xin hỏi cưới bố mẹ nghi anh sau khi nghe xong đầu tiên là kinh ngạc sau khi kinh ngạc qua đi thì họ nổi trận lôi đình đuổi hải sinh đi nhưng ngày hôm sau hải sinh vẫn tới nhà nói với bố mẹ nghi anh rằng anh phải có trách nhiệm với nghi anh và đứa bé bố mẹ trong một phút giận dữ đã nhốt nghi anh lại cấm cô tiếp tục tới gặp hải sinh sau này nghi anh mới biết thì ra bố mẹ đã sớm có dự định gả cô cho một gia đình giàu có sao họ có thể ứng ý hải sinh cơ chứ cô khóc lóc van xin mong họ cho cô đi gặp hải sinh cô không thể không có hải sinh cũng không thể không có con bố mẹ nghi anh quát cô tuổi còn trẻ không chịu học hành rồi lại chửi hải sinh là kẻ cơ hội muốn lợi dụng quyền thế trong tay để nhốt hải sinh vào tù sau khi biết được chuyện ấy nghi anh sống chết nói với bố mẹ rằng nếu hải sinh có mệnh hệ gì cô cũng không muốn sống nữa bố mẹ của nghi anh dĩ nhiên không thể nhìn thấy cô chết cũng đành bỏ qua cho hải sinh hải sinh trong lòng nhung nhớ nghi anh ngày ngày tới cầu xin bố mẹ cô lần nào anh bị người ta đuổi ra khỏi cửa bố mẹ nghi anh lo rằng cái bụng của con gái sẽ mỗi ngày một lộ rõ bèn ép buộc nghi anh bỏ đứa bé đi nghi anh chết cũng không chịu ngày nào cô cũng cầm dao chỉ cần bất kỳ ai lại gần cô sẽ giơ dao lên cuối cùng không còn cách nào khác bố mẹ của nghi anh chỉ còn cách thỏa hiệp ngoài mặt nhưng họ lại nói với hải sinh rằng cậu đánh được vạn cân cá về đây chúng tôi sẽ đồng ý cho hai đứa lấy nhau hải sinh cứ ngỡ nhìn thấy được hy vọng lập tức gật đầu đồng ý lúc đó đã là cuối thu muốn đánh được nhiều cá như thế ở đại áo là điều không thể thế nên hải sinh cần phải ra biển tới một vùng biển khác đánh cá nghi anh thuyết phục cha mẹ chạy ra bờ biển gặp hải sinh hai người họ quyến luyến không rời bên bờ biển hải sinh nói với cô rằng đợi anh quay về khi nào đánh được vạn cân cá anh sẽ quay về lấy em làm vợ nghi anh nói anh nhất định phải quay về đấy em sẽ mãi 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 đợi anh em sẽ không bao giờ lấy người khác đôi mắt hải sinh đỏ ứng hôn cô xong anh lên thuyền trài nghi anh đứng tiễn ở bên bờ mãi cho tới khi bóng con thuyền mất hút giữa biển cả mênh mông cứ như vậy nghi anh chờ đợi và chờ đợi mùa thu chẳng mấy chốc đã qua đi nhưng mãi vẫn chưa thấy hải sinh quay trở về đầu đông tới tuyết đã rơi các thuyền cá đã nghỉ ngơi hết rồi đông cũng qua, năm mới tới, hải sinh vẫn biệt tâm. Bụng của Nghi Anh dần dần lớn lên. Cô ăn uống cẩn thận mỗi ngày, vì cô biết bố mẹ vẫn còn chưa từ bỏ ý định gả cô cho người khác. Ngày nào cô cũng ra bãi biển chờ đợi, hy vọng có một ngày được nhìn thấy chiếc thuyền của hải sinh quay trở về. Giống như mọi khi, anh sẽ đứng trên thuyền, mừng rỡ vẫy tay về phía bờ biển. Mùng năm Tết, cuối cùng đã có tin tức của hải sinh. Nhưng đó đã là một xác chết được người ta kéo về. Hải sinh chết rồi, anh đã ăn phải thức ăn có độc trên thuyền không bao giờ trở về nữa chiếc thuyền mắc cạn rất lâu mới được người ta phát hiện ra khi người ta đưa thi thể của anh về nó đã vô cùng thê thảm nghi anh khóc đến chết đi sống lại trên gương mặt thăng trầm của bố hải sinh nỗi đau người tóc bạc tiễn kẻ tóc xanh lan ra trong đôi mắt trầm mặc của ông ông không đề nghị hỏa táng ông nói hải sinh là con trai của dân trài sinh ra trên biển chết về với biển ông đã thả hải sinh trôi sông nghi anh hoàn toàn phát điên nếu không phải có người cản cô lại, cô nhất định cũng sẽ lao ra ngoài biển. Kể từ hôm ấy, ngày nào nghi anh cũng khóc. Bố mẹ lo cô xảy ra chuyện nên trông chừng ngày đêm, hơn nữa còn nhân lúc cô không để ý, cuối cùng đã bỏ đi đứa bé của cô bằng một bát thuốc. Ngày nào nghi anh cũng ôm gối, lẩm bẩm một mình. Cho tới một ngày, bố mẹ cô cũng buông lỏng. Nghi anh chạy tới bờ biển, tới nơi thả xác hải sinh, nhìn về phía biển mênh mông. Cô ôm chặt chiếc gối trong tay, nói, hải sinh, anh đã từng nói sẽ quay về lấy em tại sao anh không quay về kiếp này không tìm được anh kiếp sau em nhất định sẽ tìm ra anh để hỏi cho rõ ràng ngày hôm sau có một dân trài phát hiện ra xác của nghi anh cô chết đuối dưới biển trong tay vẫn còn nắm chặt bức ảnh đen trắng của hải sinh dương nguyệt đã kể một câu chuyện như vậy tới khi câu chuyện kết thúc cô ấy đã khóc ngất đi tố diệp và phương bội lôi nghe xong trong lòng cũng khó chịu một cách kỳ lạ bác sĩ tố bác sĩ phương rốt cuộc em là ai em là Nghi Anh hay là Dương Nguyệt? Tại sao lại như vậy? Tại sao em lại có một đoạn ký ức không thuộc về mình? Em có thể cảm nhận được nỗi đau của Nghi Anh, giống như, giống như cô ấy chính là em, em cũng là cô ấy. Nét mặt Dương Nguyệt đầy bi thương. Phương Bội Lôi không thể giải thích với cô ấy, rằng họ vừa áp dụng trị liệu hồi tưởng kiếp trước. Vì cho dù dùng phương pháp trị liệu này, chị ta cũng không thể giải thích với Dương Nguyệt chuyện kiếp trước kiếp này. Đúng vậy, chị ta chỉ có thể giải thích về cách trị liệu này không đồng nghĩa với việc chị ta chắc chắn có chuyện kiếp trước kiếp sau tố diệp nhìn dương nguyệt điều chỉnh lại cảm xúc rồi hỏi em chắc chắn trước đây chưa từng nghe kể về câu chuyện của hải sinh và nghi anh chứ dương nguyệt lắc đầu em chưa bao giờ biết đến cái tên nghi anh em từng tới làng trài đại áo chưa dương nguyệt vẫn lắc đầu em vừa nói câu chuyện này đã xảy ra rất lâu trước đây rồi đúng không dương nguyệt gật đầu vâng những hình ảnh em nhớ được đều là những thứ đồ cổ xưa không giống xã hội hiện đại em có thể vẽ ra những hình ảnh liên quan không tố diệp truy hỏi ví dụ như sắp đặt trong nhà của nghi anh hoặc là bố của hải sinh bố mẹ của nghi anh trông như thế nào chẳng hạn dương nguyệt suy nghĩ rồi gật đầu có thể tố diệp đưa cho cô ấy giấy vẽ nhân lúc dương nguyệt đang vẽ phương bội lôi kéo tố diệp sang một bên thấp giọng nói cô phải biết mấy chuyện kiếp trước kiếp sau đến nay vẫn chưa có ai thừa nhận chúng ta phải giải thích với dương nguyệt thế nào đây không thể nói nghi anh là kiếp trước của cô ấy chứ Lý do này quá hoang đường rồi. Tôi cần phải xác minh rõ rồi mới có thể đưa ra kết luận. Tố Diệp nói một cách chắc chắn, trước tiên tôi phải xác định được ở làng trài đại áo, thực sự có hai người tên là Hải Sinh và Nghi Anh mới được. Phương bội lôi thở dài ngao ngán, nặng nề gật đầu. Quyển 14 chương 585, ai lừa gạt? Sắp tới giữa tháng 8 rồi, hương vị đầu thu trong không khí đã nồng đậm hơn đôi chút. Sáng sớm và tối muộn bắt đầu có chút xe lạnh. Nhưng rất nhanh thôi, cái lạnh ấy sẽ bị hòa tan cùng với sự xuất hiện của mặt trời ôm theo cái nóng của mùa hè bắt đầu một sự ẩm thấp oi ả à, nửa nọ nửa kia sự đối chọi giữa hai luồng không khí kiểu này khiến không ít người cảm cúm các sản phẩm mới cho đầu thu cũng bắt đầu được tấp nập mua bán cả ngành đá quý cũng không ngoại lệ sản phẩm thu đông của kỳ thị thể hiện một đường lượn sóng trên biểu đồ tiêu thụ khi sản phẩm mới được tung ra thì lập tức nổi tiếng rầm rộ cộng thêm việc tinh thạch hứng chịu những tin tức vỉa hè có liên quan tới mẫu theo thùa vì vậy mẫu theo của kỳ thị đã thu hút được rất nhiều sự chú ý nhưng sau này tinh thạch bất ngờ đột phá với bộ sưu tập kinh điển cũng đã cướp đi ngôi vị đầu bảng về hạn ngạch tiêu thụ của kỳ thị trên thị trường thế nên kỳ thị ít nhiều phải chịu thiệt thòi nhưng bây giờ chuyện chủ tịch của tập đoàn tinh thạch diệp uyên bị giết hại đã được cánh nhà báo xào nấu lâu dài các cổ đông bắt đầu mất dần lòng tin đối với tinh thạch thị trường cổ phiếu của tinh thạch bập bình bất an kéo theo sự suy thoái của thị trường tiêu thụ từ đó mà kỳ thị bắt đầu trở lại mạnh mẽ như rồng hổ. Mà sự vươn mình trở lại này của kỳ thị, tuyệt đối không còn dựa dẫm vào mẫu theo thùa trước đó. Họ một lần nữa tung ra một sản phẩm mới tới đông đảo mọi người, hoàn toàn khác với mẫu theo truyền thống, mà còn có sự hòa nhập với các yếu tố hiện đại, tiên tiến, với viên kim cương chính đẳng cấp làm tiền đề, rồi trải thêm nhiều kim cương màu sắc khác làm trang trí. Phong cách giống như một bó hoa từng vòng khoa trương mà tuyệt sắc, khiến cho thế giới đá quý trong dịp thu sắp về này tăng thêm không ít sắc màu mọi người ai cũng ngợi khen cậu chủ của nhà họ kỳ giỏi giang, nhanh nhẹn, có thể thản nhiên tung ra hai mẫu sản phẩm mới, vượt xa sự quyết đoán của một công ty bình thường. Nhưng người bên ngoài không ai hay biết, đây mới là mẫu sản phẩm mới mùa thu đông mà ban đầu kỳ thị, định tung ra thị trường. Nếu không phải vì đối phó với niên bách ngạn, kỳ đông nham tuyệt đối sẽ không nhường một khoảng thời gian cho mẫu theo ra mắt trước. Cuối hạ đầu thu, khoảng thời gian này hình như ai ai cũng bận rộn. Sự bận rộn, khiến cho những tâm trạng vốn đã trống rỗng của con người càng trở nên tê dại vì thế mà bỏ quên rất nhiều khao khát tận sâu trong tâm hồn tố diệp đang thu xếp việc tới làng trài đại áo đương nhiên chuyện này cô vẫn chưa kịp nói với niên bách ngạn thời gian này anh trở nên cực kỳ bận rộn ngày nào cô cũng không biết anh đang làm việc gì dường như lại quay trở về như khi trước anh ra ngoài từ rất sớm rồi tới tận khi cô đã tan làm về nhà rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng niên bách ngạn đâu lúc nào cũng tới nửa đêm gần sáng Niên Bách Ngạn mới kéo lê cơ thể mệt mỏi, dã rời quay trở về tứ hợp viện. Có mấy lần Tố Diệp tò mò hỏi anh đang bận việc gì. Anh chỉ nói với cô rằng, không có gì, mấy việc của tinh thạch thôi. Tố Diệp có phần bực bội trong lòng, nhưng lại không có chỗ để xả. Cô là người nhà họ Diệp, lại là cổ đông của tinh thạch. Theo lý mà nói, anh bận rộn việc của tinh thạch, cô nên mừng mới phải. Nhưng cô không sao vui nổi. Chắc chắn là sẽ có sự ích kỷ. Cô hy vọng nghiên bách ngạn rời xa tinh thạch. Càng xa càng tốt. Đáng tiếc là, chuyện của Diệp Uyên dường như chỉ nhiên bách ngạn mới có thể giúp đỡ. Cuối cùng có một ngày tố Diệp đã bùng nổ. Đương nhiên, không phải ở trước mặt nhiên bách ngạn. Bởi vì nhiên bách ngạn vẫn không có mặt ở nhà như mọi lần. Cô chỉ có thể nổi cáo với Diệp Uyên. Lúc cô giận dữ, Diệp Uyên vẫn còn vừa ăn uống vừa xem phim truyền hình. Tố Diệp rút cái gối ôm, nên mạnh lên đầu Diệp Uyên. Quán trách một cách hàn học, đều tại anh, đều tại anh. Nếu không phải vì anh, bách ngạn nhà em cũng không cần đi suốt ngày như vậy. Diệp Uyên không tức giận. Anh ấy nhận ra mấy hôm nay Tố Diệp vẫn đang đè nén một ngọn lửa bực bội trong lòng, bèn cười nói, con gái đúng là chỉ biết tới chồng. Anh là anh trai em mà em cũng chẳng quan tâm tới tình hình của anh. Tố Diệp nổi cơn tam bành, chuyện của anh đi tìm cảnh sát nhờ vả, tại sao cứ phải tìm Nhiên Bách Ngạn? Diệp Uyên nhún vai, em trai em, Tố Khải, là một cảnh sát. Em biết rõ, có phải cảnh sát nào cũng là thám tử lừng danh cô nan đâu. Vụ án của Diệp Ngọc tới giờ vẫn chưa phá được, thì vụ án của anh càng phải xếp lốt. Tố Diệp tức đến nỗi kêu inh ỏi, Diệp Uyên, anh mau về nhà mình đi, Diệp Uyên vẫn chỉ nhún vai, không được. Nghiêm túc mà nói, về mặt pháp luật, anh đã là một người chết. Mọi người đã lập giấy khai tử cho anh rồi, giờ anh ra ngoài được coi là gì? Tố Diệp thật sự hối hận khi đó lại nhất thời mềm lòng đồng ý với lời đề nghị của anh ấy. Diệp Uyên xích gần lại, cười lớn, em gái à, em có tâm sự gì cứ chia sẻ với anh, đừng giữ trong lòng. Tố Diệp cầm một quả táo trong tay, nhét vào miệng diệp uyên hung dữ đáp đáng nói với anh sao diệp uyên câm nín nhưng trên thực tế là ngay cả diệp uyên cũng không nhận ra sự thay đổi trong tâm tình của tố diệp từ sau khi tiếp nhận án của dương nguyệt tố diệp liền cảm thấy có chuyện gì đó trở nên không bình thường giống như đang có một chuyện gì sắp tới gần vậy nhưng cô vẫn nằm trong trạng thái nhận ra nó sau khi đã xảy ra chuyện cảm giác không thể nắm bắt này khiến cô bàng hoàng và lo sợ cô khao khát có niên bách ngạn ở bên cạnh khao khát được ôm lấy anh khao khát tìm được một cảm giác an toàn trong vòng tay anh. Khoảng thời gian này, cô cũng bắt đầu mơ mộng nhiều hơn. Thậm chí, có mấy lần dường như cô lại quay trở về khung cảnh ở Nepal, trở về với đỉnh núi bạt ngàn tuyết trắng ấy. Cô nghe thấy có người đang nói chuyện với cô, là giọng của nam giới. Lại hình như còn nhìn thấy cả bóng dáng người đàn ông ấy, trời vơi giữa lưng chừng núi, sau đó ngả nghiêng. Mỗi lần cô bừng tỉnh khỏi cơn mơ, cả người đều đầm đìa mồ hôi lạnh. Bóng đêm quét sạch bóng cô. Cô quay đầu nhìn sang bên cạnh, chống vắng quạnh quẽ luôn không thấy niên bách ngạn nằm đó tố diệp sợ hãi cảm giác này cô sợ lại mơ thấy tưởng bân sợ phải mơ thấy những giấc mộng lộn xộn sợ bị tập kích bởi cảm giác như bị gió lạnh thấu xương bao bọc trong giấc mơ của mình đã có mấy lần cô lần sờ chiếc điện thoại đầu giường rồi gọi cho niên bách ngạn đầu kia cũng đã nhận máy nhưng rõ ràng là anh rất bận giọng nói nghe còn có vẻ mệt mỏi cô không muốn làm phiền anh chỉ hỏi khi nào thì anh về nhà câu trả lời của anh về cơ bản đều là sắp rồi em ngủ trước đi đừng đợi anh sau nhiều lần giật mình tỉnh dậy khỏi giấc mơ gọi điện cho niên bách ngạn rồi nghe anh nói vậy trong lòng tố diệp luôn cảm thấy trống rỗng thế là cô mất ngủ từ đêm này qua đêm khác cô lại bắt đầu sợ bóng đêm vì vậy lúc ngủ cô thường để lại một ngọn đèn chỉ hy vọng có tỉnh giấc cũng không quá lạnh lẽo có mấy lần cô thực sự không ngủ nổi bèn ngồi trên giường suy nghĩ có phải vợ chồng tới một giai đoạn nhất định đều sẽ như vậy không qua quãng thời gian tươi mới thích quấn chặt lấy nhau hai người sẽ lại khao khát được trở về với cá thể độc lập của mình nhất là đàn ông cô rất ghét những thời kỳ như thế này ghét những khi tỉnh giấc không có anh ở bên cạnh mà cách duy nhất để tìm anh là gọi điện thoại cô nên tin tưởng rằng anh vẫn còn yêu cô không phải sao dương nguyệt lại tiếp nhận mấy lần trị liệu lần nào cũng nói thêm một số chuyện liên quan tới hải sinh và nghi anh nhiệm vụ chủ yếu của phương bội lôi là dẫn dắt thôi miên khi đã bóc mở thành công tiềm thức của dương nguyệt giúp cô ấy nhớ được nhiều chuyện hơn, phương bội lôi cũng rút lui thành công. chỉ còn một mình tố diệp đối mặt với dương nguyệt để giải quyết trường hợp của cô ấy. nhưng không hiểu sao, sau này mỗi khi dương nguyệt kể về nghi anh và hải sinh, cô lại hay vô cớ rơi vào trầm tư. mà kiểu trầm tư này luôn đi kèm với sự xuất hiện của một số hình ảnh: ngọn núi tuyết sừng sững, cuộc gặp mặt với nhiên bách ngạn, những tháng ngày sống với tưởng bân. trong hôn lễ, cô vẫn không thể nhìn rõ mặt chú rể còn cả cậu bé trong con ngõ dài với chiếc đèn xanh trong tay. Ngọn đèn ấy đung đưa, chiếu sáng giày dép vào quần áo của cậu bé, nhưng không thể nào chiếu sáng được gương mặt cậu. Một giấc mơ hão huyền sao? Là vậy ư? Bác sĩ Tố. Một giọng nói nhỏ nhẹ, dè dặt vang lên. Tố Diệp bất ngờ rút lui khỏi những hình ảnh trong đầu. Khi định thần lại, cô đang ở trong phòng tâm lý, sạch sẽ, thông thoáng. Nắng rực rỡ ùa vào phòng. Làm gì có ngọn đèn xanh u tối nào? Chị không sao chứ? Dương Nguyệt nhìn cô vẻ lo lắng. Tố Diệp khẽ lắc đầu, mỉm cười nói mình không sao. Cô đứng dậy đổ một cốc cà phê rồi nói, mấy hôm nữa tôi sẽ tới đại áo một chút. Dương Nguyệt nghe xong, lập tức nói, em cũng muốn đi. Tố Diệp trần trừ dây lát, bê cốc cà phê ngồi xuống rồi uống một ngụ, em phải ngoan ngoãn ở lại Bắc Kinh. Cà phê rất đắng. Chỉ mới mấy ngày ngắn ngủi mà cô đã quen với hương vị của cà phê đen. Trước đây chỉ thi thoảng cô mới uống. Bây giờ hầu như ngày nào cũng chuẩn bị sẵn bốn, năm cốc hình như chỉ có như vậy mới có thể lợi dụng vị đắng của cà phê giúp bản thân tỉnh táo hơn nếu không đầu cô sẽ rất đau như có một cái búa nhỏ đang ra sức đục vào đầu vậy dương nguyệt lập tức phản bác nhưng chuyện này có liên quan tới em tố diệp đặt chiếc cốc xuống khẽ nói nhưng chị là bác sĩ điều trị chính của em em phải nghe lời em muốn tới đại áo mẹ em sẽ không đồng ý đâu chị không đề nghị làm sao mẹ em có thể đồng ý tố diệp nhướng mày em bảo chị đề nghị kiểu gì đây lẽ nào lại nói với mẹ em tôi chuẩn bị đưa con gái bà tới đại áo tìm lại ký ức kiếp trước tìm lại người tình và bố mẹ kiếp trước của mình bố mẹ không điên lên mới lạ đó sau này tố diệp cũng đã nói cho dương nguyệt biết tình hình thôi miên của phương bội lôi vì nếu không cô ấy một lời giải thích sớm muộn dương nguyệt cũng sẽ phát điên vì chuyện mình là nghi anh hay là dương nguyệt dương nguyệt không tin có chuyện kiếp trước thật ra tố diệp cũng không dám chắc chắn thế nên mới phải đi xác minh dương nguyệt cúi gằm gặm đầu ngón tay, chị có thể nói với mẹ em là chị đưa em đi chơi cho. Khuây khỏa. Không được. Lỡ như ở bên đó em xảy ra vấn đề gì, một mình chỉ không lo cho em được. Em bảo đảm sẽ không có chuyện gì. Chuyện liên quan tới tiềm thức, em làm sao bảo đảm được? Tố Diệp hỏi ngược lại. Dương Nguyệt á khẩu. Tố Diệp uống nốt cốc cà phê rồi nói, mấy ngày này tốt nhất là em hãy ở yên trong nhà, đừng đi đâu cả, cũng đừng suy nghĩ linh tinh. Xem thêm mấy bộ phim truyền hình hay điện ảnh vui nhộn một chút, không thì xem phim hoạt hình cũng được. Chỉ cần đừng xem phim tình cảm. Dương Nguyệt buồn bã gật đầu. Sau khi xem xong tài liệu, nghiên bách ngạn bèn vứt sang một bên, mệt mỏi tựa vào sofa, đưa tay dây dây thái dương. Kỳ đông nham rót hai ly rượu mạnh, một ly đưa cho Niên bách ngạn, một ly đặt trước mặt mình. Nghiên bách ngạn không nhận, chỉ hờ hững đáp, cà phê hoặc trà. Đúng là giả trước tuổi. Kỳ đông nham lắc đầu. Tuy rằng khinh thường nhưng cậu ta vẫn rót cho anh một cốc cà phê hạt cà phê hảo hạng được xay thành cà phê, mùi vị nồng đậm, ngào ngạt. Khi tan trong miệng mang theo một mùi thơm không thể tan đi. Long Thạch, Đài Loan, không để lộ vết tích. Xem ra chú hai của cậu định đóng giả heo để ăn thịt hổ rồi. Kỳ Đông Nham nhấp một ngụm rượu, cười lớn. Nhiên Bách Ngạn hơi nhướng mày, chú hai của ai? Kỳ Đông Nham cố tình làm vẻ nghi hoặc, Diệp Hạc Thành chẳng phải chú hai của cậu sao? Nhiên Bách Ngạn hừ một tiếng. Nói gì đi nữa cậu cũng gọi người ta một tiếng chú hai rồi đừng cư xử lật lọng thế kỳ đông nham trêu chọc nhiên bách ngạn uống một ngụm cà phê ngư khí trở nên lạnh lẽo hơn lật lọng lúc diệp hạc thành ở phía sau ngấm ngầm thành lập công ty định đào chân tường của tinh thạch sao không nghĩ tới chuyện ăn ở có phúc một chút lai lịch của công ty long thạch đài loan cuối cùng cũng đã được moi ra đứng sau long thạch là một công ty singapore phía sau công ty singapore đó là một công ty thái lan và người phụ trách công ty thái lan ấy lại chính là diệp hạc thành dù là đài loan hay singapore chẳng qua cũng chỉ là một đòn tung hỏa mù của diệp hạc thành rõ ràng là ông ta sợ bị điều tra ra thế nên đã vòng vèo mấy công ty nhưng điều càng khiến nhân bách ngạn không ngờ tới là chủ tịch đứng đằng sau công ty ấy lại không phải diệp hạc thành mà là nguyễn thuyết cầm mối quan hệ này càng khiến người ta khó hiểu mình đã nghe ngóng bên đó rất nhiều giao dịch đều do diệp hạc thành ra mặt nguyễn thuyết cầm giống như chỉ có cái danh thôi kỳ đông nham suy tư Nhiên bách ngạn trầm ngâm giây lát rồi nói chỉ có một khả năng thì đông nham nhìn anh nhíu mày cậu nghi ngờ diệp hạc thành đang lợi dụng nguyễn Tuyết cầm khả năng này là lớn nhất niên bách ngạn cau mày cà phê có đậm đà cũng không đọ lại đáy mắt u tối của anh càng có khả năng cả nguyễn thuyết cầm cũng không hề biết mình là chủ tịch của công ty này diệp hạc thành lợi dụng long thạch làm một số vụ mua bán của cải phi pháp một khi sự việc bại lộ tất cả những món nợ ấy sẽ đổ hết lên đầu nguyễn thuyết cầm ông ta có thể chuồn êm Nghe xong, kỳ đông nhâm gật đầu, sau đó như cười như không, thật không ngờ Diệp Hạc Thành lại là một bát hiền vương ẩn náo sâu nhất. Mình lại không cho rằng Nguyễn Tuyết cầm là trái hồng nát. Chó không kêu mới là chó giữ. Niên Bách Ngạn cầm tài liệu rồi đứng dậy. Này, kỳ đông nham gọi giật anh lại. Niên Bách Ngạn dừng bước. Cậu hợp tác với Vanh Xăng rồi. Kỳ đông nham hỏi thẳng. Niên Bách Ngạn không giấu giếm, ông ấy là người thích hợp nhất để hợp tác. Nhưng cậu cũng hiểu quá rõ ông ta mà, muốn kiếm được chút lời bên cạnh ông ta rất khó kỳ đông nham nhíu mày nhiên bách ngạn cười nhạt trao đổi lợi ích lẫn nhau không quan trọng có được lợi hay không ông ta có thể giúp cậu có lẽ vậy nhiên bách ngạn nhướng mày hoặc biết đâu tất cả đều phải nghe theo số trời sao bây giờ cậu lại trở nên bi quan như vậy kỳ đông nham giống như đang khích bác nhiên bách ngạn chỉ im lặng mỉm cười kỳ đông nham nhún vai thôi được rồi chuyện của cậu mình cũng không lo nổi nhiên bách ngạn hừ một tiếng rồi quay đi này, có chuyện gì thì nói luôn một lần cho xong đi. Nhiên bách ngạn quay đầu, nhìn cậu ta với vẻ sốt ruột. Kỳ đông nham lười biếng dựa vào đó, nói, có phải đã lâu lắm rồi cậu không ở bên cạnh tố diệp không? Quyển 14 chương 586, kiếp trước đã làm chuyện gì tốt đẹp. Nhiên bách ngạn hơi nhíu mày. Con người cậu cứ đâm đầu vào công việc là quên hết tất cả. Đừng trách mình không nhắc nhở cậu. Không phải cứ cưới được vợ về nhà là mọi việc êm đẹp đâu đấy. Kỳ đông nham thở dài. Nhiên bách ngạn khẽ hỏi, cậu muốn nói gì kỳ đông nham suy nghĩ giây lát rồi chỉ tay về phía sofa miên bách ngạn quay trở lại ngồi xuống sofa nói đi kỳ đông nham mỉm cười cậu biết chuyện đinh tư thừa đảm nhận chức cố vấn tâm lý ở công ty của mình chứ miên bách ngạn nhìn cậu ta bằng ánh mắt nói phí lời vội gì chứ nghe mình từ từ kể kỳ đông nham chậm rãi miên bách ngạn không nói câu nào đứng dậy định bỏ đi này 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 dù gì bây giờ cậu cũng đang ở địa bàn của kỳ thị phải không? Ít nhiều cũng nên nể mặt mình chứ. Kỳ Đông Nham giữ anh lại. Có chuyện gì thì mau nói đi. Hàng lông mày của Niên Bách Ngạn trao lại rất chặt. Kỳ Đông Nham hắng giọng, ai ai cũng yêu Tố Diệp. Cậu, mình, kể cả Đinh Tư Thừa. Niên Bách Ngạn lườm cậu ta một cái. Kỳ Đông Nham nhún vai, mình chỉ nói sự thật thôi. Bây giờ cậu không thể liệt mình vào danh sách tình địch được. Nguyên tắc của mình rất rõ ràng. Tới khi nào cậu đi mất, chết toi không còn nữa lúc đó mình mới lại theo đuổi tố diệp nhưng đinh tư thừa thì khác anh ta là thầy hướng dẫn của tố diệp hai người họ lại từng sống ở nước ngoài một thời gian rất dài cậu muốn anh ta từ bỏ đó là chuyện không thể kỳ đông nham tốt nhất cậu nên chọn lựa từ ngữ cho chính xác diệp diệp và đinh tư thừa khi ở nước ngoài chỉ có quan hệ học trò và thầy giáo thế nào gọi là sống một khoảng thời gian rất dài quen biết một thời gian rất dài được chưa xin lỗi mình lỡ lời Kỳ Đông Nham chữa lại, Niên Bách Ngạn kiên nhẫn. Kỳ Đông Nham tiếp tục nói, hôm qua mình tới phòng khám tìm Đinh Tư Thừa, đã nhìn thấy Tố Diệp ở chiều Dương Môn. Niên Bách Ngạn lại nhíu mày, rõ ràng là cô ấy tới tìm Đinh Tư Thừa, nhưng không hiểu vì sao lại do dự không đi lên. Sau đó cô ấy ra về, mình mới vào. Niên Bách Ngạn trầm tư suy nghĩ, vì chuyện của Lâm Yêu Yêu, Tố Diệp rất có thành kiến với Đinh Tư Thừa, nhưng tại sao hôm qua cô ấy lại tới tìm anh ta? cô ấy có chuyện gì cần nói với Đinh Tư Thừa, mà không thể tâm sự với người làm chồng như cậu. Lẽ nào cậu không cảm thấy kỳ lạ sao? Kỳ Đông Nham chất vấn. Hàng mi nhân bách ngạn trượt run lên. Có thể nhận ra cô ấy có vấn đề gì khúc mắc, bản thân không thể giải quyết được mới muốn tìm tới Đinh Tư Thừa, nhưng lại trần trừ. Đinh Tư Thừa là người cô ấy chán ghét, không muốn gặp nhưng lại không thể không gặp. Nhiên bách ngạn. Trước đây cậu hẹn hò với quá ít con gái, hoàn toàn chẳng hiểu gì về phái nữ, tâm tư của phụ nữ rất khó nắm bắt. Đinh Tư Thừa lại là một bác sĩ tư vấn tâm lý có tiếng. Lỡ như anh ta lợi dụng lúc sơ hở này thì phải làm sao? Hoặc có thể, anh ta giở trò gì đó với Tố Diệp, khiến cô ấy không nhận ra cậu nữa thì làm sao đây? Sắc mặt nghiên bách ngạn trở nên nghiêm nghị. Đương nhiên, câu cuối cùng là mình tự bịa ra. Mình chỉ muốn nhắc nhở cậu, đừng để Đinh Tư Thừa thật sự có cơ hội tấn công. Kỳ Đông Nham nghiêm túc trở lại. Ánh mắt khi nghiên bách ngạn trầm mặc rất lạnh, lạnh như lớp xương trên mái ngói. Anh không nói câu nào, không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Rất lâu sau, anh bỗng nhiên đứng dậy, cứ thế bỏ đi không quay đầu lại. Những gì cần nói Kỳ Đông, Nham đã nói cả rồi. Đợi anh rời khỏi phòng làm việc, Kỳ Đông Nham mới thở dài, niên bách ngạn à, niên bách ngạn. Rốt cuộc Kiếp trước cậu đã làm việc gì tốt hơn mình vậy? Sau khi đặt điện thoại xuống, sắc mặt Tố Khải có vẻ rất nặng nề. Diệp Lan đang ăn kem, loại kem dâu tây với lớp bơ dày ngọn ngọt dính dính này chính là hương vị yêu thích nhất của cô cô bước tới hỏi với vẻ lưỡng lự anh lừa mẹ em tố khải nhìn cô giơ tay xoa xoa đầu cô rồi gật đầu đúng vậy anh đã lừa bà ấy vừa rồi là điện thoại của nguyễn thuyết cầm hỏi thăm tình hình của diệp lan tố khải ngập ngừng giây lát rồi nói với nguyễn thuyết cầm rằng tình trạng của diệp lan vẫn lặp đi lặp lại bây giờ phát tác không cố định nguyễn thuyết cầm nghe xong rất lo lắng nói muốn đưa diệp lan về nhà tố khải lạnh lùng hỏi Thế lỡ như lên cơn nghiện thì phải làm sao?" Nguyễn Tuyết Cầm không nói được câu nào. Tố Khải đề nghị để Diệp Lan tiếp tục ở bên cạnh anh, khi nào chắc chắn đã dứt hẳn cơn nghiện anh sẽ đưa cô về nhà. Tuy rằng Nguyễn Tuyết Cầm không mấy vui vẻ, nhưng cũng không có cách gì phản đối. Cuộc nói chuyện của Tố Khải, Diệp Lan đã nghe thấy cả. Cô tò mò hỏi là vì đã lâu lắm rồi cô không còn lên cơn nghiện. "Anh không muốn để em rời xa anh." Tố Khải bổ sung một câu. Diệp Lan cúi đầu, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực cô không nói gì chỉ cắn chặt môi nhìn lớp kem dần dần tan chảy sau đó chậm rãi ăn từng miếng một đừng ăn nhiều đồ lạnh quá tố khải không cho cô ăn tiếp nữa diệp lan ngước mắt nhìn anh còn nguyên nhân nào khác không tố khải sững người thật ra diệp lan do dự từ tốn mở lời anh vẫn đang nghi ngờ bố em phải không tố khải trầm mặc một lúc rồi nói anh xin lỗi ánh mắt diệp lan khẽ sao động cô siết chặt ly kem tâm trạng kích động lan lan em phải biết bây giờ bố em đang dòm ngó tinh thạch như hổ đói rình mồi. Nhưng đâu có nghĩa là ông giết người. Bây giờ anh cả không còn nữa, Diệp Ngọc cũng chết rồi, anh rể cũng đã rời khỏi công ty. Vậy thì, vậy thì bố em muốn vực lại tinh thạch đâu có gì sai. Ngữ khí của Diệp Lan cũng rất xúc động. Tố Khải không muốn tranh cãi với cô về những chuyện này. Anh an ủi, chúng ta đừng nói chuyện này nữa, được không? Diệp Lan mím môi. Tố Khải không biết nên nói gì. Anh giơ tay định chạm vào cô, nhưng cô bỗng hất tay anh ra đứng dậy quay về phòng ngủ cửa phòng được cô đóng chặt tố khải thở dài nặng nề rồi trầm mặc đêm khuya tố diệp ngủ rất không ngon giấc gió ngoài cửa sổ tĩnh lặng từng chiếc lá lặng lẽ đung đưa có hạt mưa im ắng rơi xuống nhẹ nhàng rơi xuống ô cửa kính từng hạt từng hạt khe khẽ đập vào tai giống như hóa thành một âm thanh gì đó tiếng nước chảy hoặc là tiếng kim đồng hồ tích tắc cũng có thể là giọng của phương bội lôi giọng nói dịu dàng ấy xuyên qua não bộ sau đó trở thành một tiếng vang êm ái thanh âm ấy nhắc nhở cô phải thả lỏng hoàn toàn thả lỏng dường như cô đi qua một đường hầm rất dài u tối không một tia sáng lại như đang có người gọi tên cô chiều mến cô tiếp tục đi về phía trước cho tới khi có một tia sáng nhạt nhòa cô đi về phía tia sáng ấy lại như đang tiến về một mối nguy hiểm rình rập bước chân hơi run rẩy nhưng nội tâm lại không ngừng ra lệnh cho bản thân phải tiếp tục tiến bước là một con ngõ dài thật dài một ngọn đèn xanh cô nhìn thấy bé gái đó tố diệp biết rất rõ ràng cô bé kia chính là bản thân mình sau đó cô nhìn thấy một bàn tay nhỏ bé cô bé được bàn tay ấy kéo dậy hai người đi trong con ngõ dài tia sáng yếu ớt vẫn bao trùm lên cô bé tố diệp cố gắng nhìn rõ gương mặt của cậu bé kia ánh sáng bèn dịch chuyển lên từng chút một càng ngày càng gần gương mặt của cậu bé đó cậu bé có một khuôn cầm rất đẹp bờ môi hơi mỏng sống mũi cao thẳng đôi mắt đó Tố Diệp bất chợt giật mình kinh hãi, đôi mắt đó quá quen thuộc, cô đã nhìn được dáng hình cậu bé, tuy rằng còn hơi mơ hồ nhưng luôn có một cảm giác rất quen. Rồi bỗng nhiên hai người họ chạy bán sống bán chết, hình ảnh rất hỗn loạn. Tố Diệp bỗng thấy sợ hãi vô cớ, cô có cảm giác một mối nguy hiểm đang tới gần. Hình ảnh lại thay đổi, một mình bé gái đang chạy trốn. Bất ngờ, có một gã đàn ông bế thốc cô bé lên. Tiếng cười gằn ác độc cực kỳ chói tai tố diệp nhìn thấy đó là một gương mặt đáng sợ với một vết sẹo dài vô cùng khủng khiếp hắn ta vác bé gái lên vai như vác bao tải rồi đi về phía một con ngõ còn tối tăm hơn bé gái gào khóc ầm ĩ tố diệp rất muốn đuổi theo nhưng vô ích cuối cùng khi đôi chân của cô có thể cử động được cô chạy về phía con ngõ đó thì phát hiện chớp mắt nó đã biến thành một đỉnh núi tuyết núi tuyết cô rất quen thuộc lần này tố diệp nhìn thấy mình đã lớn cô đeo trang bị trên lưng đứng dưới chân núi bên cạnh cô là một người đàn ông bóng lưng của người ấy rất đỗi thân thuộc tố diệp từ từ tới gần nhưng bỗng thấy bản thân mình trong khung cảnh đó quay đầu nhìn về phía người đàn ông kia mỉm cười khoác tay anh và nói tưởng bân chúng ta sẽ cùng nhau chinh phục nó tưởng bân anh chính là tưởng bân tố diệp cảm thấy hình như đây là lần đầu tiên cô tiếp cận tưởng bân ở một khoảng cách gần như vậy trong giấc mơ tưởng bân hơi nghiêng mặt vòng tay qua đầu rồi hôn lên trán cô cười nói cố lên nhiên bách ngạn Tố Diệp bằng hoàng, giọng nói này, những đường nét trên gương mặt nghiêng nghiêng này, rõ ràng là Niên Bách Ngạn, cô nhìn thấy mình mỉm cười nét trong lòng Niên Bách Ngạn. Lần này, cô càng có thể nhìn rõ hơn. Khóe mắt, bờ môi của anh, nụ cười của anh, đều phản chiếu trong mắt Tố Diệp một cách rõ nét. Tưởng bân, anh thật tốt. Cô trong khung cảnh đó cười rất rạng rỡ Nhưng Tố Diệp thì đang không ngừng gào thét. Không, anh ấy không phải tưởng bân, không phải tưởng bân. Bách ngạn, anh ấy là bách ngạn. Diệp Diệp có giọng nói vọng vào tay cô, dịu dàng nhưng đầy lo lắng. Tố Diệp choàng tỉnh lại khỏi cơn mơ, mở mắt trừng trừng. Nhờ những tia sáng u tối, cô phát hiện gương mặt Nhiên Bách Ngạn ở rất gần, rất gần mình, hệt như trong mơ vậy. Cô nhất thời không thể phân biệt được mình đã tỉnh lại rồi hay vẫn đang nằm mơ. Bách Ngạn, anh về rồi sao? Sao thế? Nhiên Bách Ngạn cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hỏi. Cô muốn lên tiếng nhưng không thốt nên lời. Diệp Diệp, khoảng thời gian này anh không thể ở bên cạnh em được. Niên Bách Ngạn ôm lấy cô, gương mặt áy náy, anh sắp phải đi xa, một tháng nữa mới có thể quay về. Không, cô không muốn anh đi. Quyển 14 chương 587, ai có thể phân biệt được là thực hay mơ? Cô khẽ lắc đầu, nhưng thanh âm thì dính chặt lại nơi cổ họng. Ngoan, đợi anh quay về. Niên Bách Ngạn hôn lên chán cô rồi đứng dậy. Tố Diệp ngồi bật dậy, níu lấy vạt áo anh, ra sức lắc đầu. Cô không thể để anh đi được. Không muốn để anh đi. Cô rất nhớ anh, nhớ lắm, nhớ lắm, Nhiên Bách Ngạn quay đầu lại. Sau khi nhìn thấy cảnh ấy, anh tỏ ra khó xử. Một tay kia của anh phủ nhẹ lên mu bàn tay cô, sau đó cậy từng ngón tay của cô ra, được rồi, Diệp Diệp. Đừng trẻ con như vậy, anh đang bận công việc mà. Nhưng em là vợ anh, sao anh không quan tâm tới em? Tố Diệp gào thét trong lòng. Tiếc là Nhiên Bách Ngạn không nghe được những tiếng hét trong lòng cô. Anh an ủi cô mấy câu rồi rời khỏi phòng ngủ. Bách Ngạn, cuối cùng Tố Diệp cũng hét lên được khoảnh khắc ấy gương mặt cô đầm đìa nước mắt tiểu diệp một giọng nói nghiêm nghị bất ngờ vang lên tố diệp giật mình khi mở mắt ra cô mới phát hiện mình vừa nằm mơ ngoài kia nắng vàng rực rỡ cô bật dậy khỏi giường lúc này mới nhận ra chán và sống lưng của mình đều ướt sũng có một người đàn ông đang ngồi ở đầu giường hình như là vừa thức dậy anh ta nghiêm mặt nhìn cô thái độ nghiêm túc một gương mặt không phải của niên bách ngạn nhưng lại khiến cô bàng hoàng vô cùng tưởng bân tố diệp em cứ như vậy khiến anh rất lo lắng. Tưởng bân sát lại gần cô, thở dài ngao ngán, anh đã nói bao nhiêu lần rồi. Nhiên bách ngạn chỉ là một người ở trong giấc mơ của em thôi, tại sao đến bây giờ em vẫn không quên được hắn ta? Tố Diệp đời đẫn nhìn người đàn ông trước mặt cùng khung cảnh đang hiện hữu. Một phòng ngủ ấm áp. Phía trên phòng ngủ còn treo một tấm ảnh cưới đã được phóng to. Cô gái trong anh không xinh đẹp, không diễm lệ, nhưng cười rất tươi và ngập tràn hạnh phúc. Đây là cô ư, cô bỗng nảy sinh nghi hoặc. Chúng ta đã kết hôn rồi." Tưởng Bân ôm lấy cô, thấp giọng nói, "Anh những tưởng sau khi làm đám cưới, tình trạng này của em sẽ được cải thiện hơn ít nhiều, nhưng bây giờ xem ra anh sai rồi." "Tiểu Diệp, anh đưa em đi khám bác sĩ, được không?" "Khám bác sĩ gì chứ?" Tố Diệp chống cự. "Tưởng Bân có phần khó xử, là một người bạn học của anh, cậu ấy là một bác sĩ tâm lý nổi tiếng." "Không, nhưng mà Tố Diệp, bây giờ thời gian ngủ của em càng ngày càng dài." Miệng lúc nào cũng hét cái tên Nghiên Bách Ngạn chứ không phải tên anh, chồng của em. Em phải đi khám bác sĩ." Tưởng Bân hơi cao giọng. "Nghiên Bách Ngạn, Tố Diệp ôm đầu. Nghiên Bách Ngạn, Tưởng Bân, Tưởng Bân, Niên Bách Ngạn, ai mới là thực, ai chỉ là mơ?" Tiểu Diệp, "Đừng chạm vào tôi, tình hình của em rất không ổn." Đứng dậy, mặc quần áo, "Anh sẽ đưa em đi ngay bây giờ." "Tôi bảo anh đừng chạm vào tôi." "Tiểu Diệp, các người là ai? Tránh hết ra." Cô gào lên thảm thiết. Tưởng bân tiến tới giữ lấy cô. Đừng chạm vào tôi, đừng chạm vào tôi. Bên tai lại là những tiếng thở ồm ồm cùng tiếng cười man dợ, chói tai. Gương mặt với vết sẹo dài lại hiện lên trước mắt. Diệp Diệp, tỉnh lại đi. Có người đang vỗ nhẹ bả vai cô. Á, à, tố Diệp kinh hoàng mở mắt. Đôi mắt xinh đẹp chìm sâu trong nỗi sợ hãi. Diệp Diệp, miên bách ngạn cũng tỉnh ngủ. Anh giơ tay ra, nhẹ nhàng lau mồ hôi cho cô rồi lo lắng hỏi, nằm mơ à? Nhiệt độ nơi lòng bàn tay người đàn ông kích thích phản ứng của Tố Diệp. Cô quay đầu nhìn anh, nhất thời vẫn chưa dám chắc có phải mình vẫn đang nằm. Mơ hay không? Đừng sợ, có anh ở bên em đây. Nhiên bách ngạn cảm thấy áy náy. Anh cũng không ngủ nữa, ôm cô vào lòng, dịu giọng dỗ dành. Hơi thở của người đàn ông vừa thân thuộc vừa ấm áp, khiến nước mắt Tố Diệp bật chợt chảy xuống. Xin lỗi em, gần đây anh bận quá, đã sao nhãng em rồi. Thấy cô khóc, trái tim nhiên bách ngạn cũng thắt lại đau đớn anh cúi đầu hôn lên mắt cô, hôn lấy những giọt lệ của cô, thì thầm xin lỗi cô hết lần này tới lần khác. Tố Diệp nằm im trong lòng anh, bất động. Cô nghẹn ngào hỏi, anh là ai? Niên Bách Ngạn giật thót, nâng gương mặt cô lên rồi nhìn cô, anh là Bách Ngạn. Không, anh không phải Bách Ngạn. Không phải, Tố Diệp dưng dứt một cách tội nghiệp. Cô hoàn toàn không phân biệt được thực hay mơ nữa. Niên Bách Ngạn thấy tình hình của cô không ổn, cảm thấy lo sợ. Anh lập tức đứng dậy, vào nhà tắm, giặt một chiếc khăn mặt thật sạch sau đó lo mặt lại cho cô. Khi chiếc khăn lạnh áp lên mặt, Tố Diệp mới cảm nhận được đây là thực tế. Lau mặt xong, cô nhìn Nhiên Bách Ngạn rất lâu mới nhào vào lòng anh, "Bách Ngạn, Bách Ngạn, anh mau bấu em một cái đi, để em xem có phải mình đang nằm mơ không." Nhiên Bách Ngạn sao nỡ bấu cô, anh bèn cúi đầu, đoạt lấy đôi môi cô. Tố Diệp vòng tay, giữ chặt gáy anh. Nụ hôn của anh mỗi lúc một nồng nhiệt, vẫn chưa biết anh là ai sao? anh khẽ cắn vào cổ cô khi nói những lời này lực hơi mạnh một chút tố diệp nhắm mắt em sợ mình vẫn còn nằm mơ vừa nãy cô tưởng mình đã tỉnh rồi kết quả vẫn đang nằm mơ được vậy anh sẽ cho em biết có phải đang nằm mơ không giọng nói trầm thấp của niên bách ngạn rơi xuống tay cô bàn tay của người đàn ông nhanh chóng cởi cúc áo của cô lòng bàn tay bỏng dễ làm cô đau đớn anh sắp đi bách ngạn vừa rồi anh nói với em anh sắp đi anh sẽ đi công tác một tháng Tố Diệp hít lấy hơi thở của anh, đáng thương như một đứa trẻ. Nghiên Bách Ngạn bằng hoàng, anh cúi đầu, hôn từng chút một lên hàng lông mày của cô, diệp diệp. Anh đâu có nói anh phải đi công tác, anh nói rồi, trong mơ anh nói mà. Cô nức nở không thành tiếng. Nghiên Bách Ngạn vừa tức vừa buồn cười. Anh đè lên người cô, nói một cách nhẫn nại và dịu dàng, ngốc ạ, à, chính em cũng nói là ở trong mơ mà. Anh gạt em, cả anh bây giờ cũng là em đang mơ thôi. Tố Diệp sợ hãi niên bách ngạn không khuyên nhủ gì nữa anh suy nghĩ rồi cúi đầu nụ hôn từ khóe môi cô trượt xuống cái nóng của cơ thể đánh thức những hồi ức trong cô bên tai là tiếng thở dốc khản đục của niên bách ngạn đã mấy ngày rồi anh không chạm vào cô bây giờ nhiệt tình như lửa tố diệp kêu lên rồi ôm chặt lấy anh sau một màn hoan ái tố diệp như con cá chết khát dính chặt lên người niên bách ngạn anh bế cô đi tắm qua sau khi trở lại giường cô vẫn níu chặt anh không buông bây giờ đã tin mình không nằm mơ rồi chứ nghiên bách ngạn nghiêng đầu dịu dàng chạm lên mặt cô lúc này tố diệp mới chịu mở mắt nhìn anh rất lâu mới nói là anh thật tốt tuy rằng nghiên bách ngạn không hiểu ý của cô lắm nhưng thấy cô hình như đã trở lại bình thường anh cũng yên tâm hơn mơ thấy gì vậy anh hỏi tố diệp khẽ lắc đầu áp mặt lên ngực anh không quan trọng nữa anh về là tốt rồi nghiên bách ngạn xoa đầu cô cúi đầu hôn khẽ anh xin lỗi Lời Kỳ Đông Nham nói như một tảng đá đè nặng lên trái tim anh. Thật ra anh không sợ Tố Diệp tới tìm Đinh Tư Thừa. Anh chỉ sợ Tố Diệp có chuyện gì đó thà nói với Đinh Tư Thừa cũng không muốn kể với. Anh, anh sợ Tố Diệp có tâm sự. Vừa rồi, dáng vẻ kinh hoàng tỉnh giấc của cô khiến anh hốt hoảng. Rồi nghe xong lời cô nói, Nhiên Bách Ngạn lại tự trách mình sâu sắc. Anh là chồng cô, sao có thể khiến cô thiếu cảm giác an toàn đến mức này? Anh về khi nào vậy? Tố Diệp ngước lên, hỏi một cách yếu ớt anh về từ lâu rồi, thấy em đi ngủ sớm nên không đánh thức em dậy. Dọc đường, anh bỗng nhớ tố Diệp một cách kỳ lạ. Sau khi trở về tứ hợp viện, anh liền nghe thấy Diệp Uyên nói với vẻ khó hiểu, vợ cậu vào phòng ngủ từ sớm rồi. Anh đi vào phòng ngủ, thấy đầu giường giải mấy viên thuốc đau đầu, trái tim bỗng đau dâm gian. Tố Diệp ngủ rất ngon, anh không nỡ đánh thức. Nói chuyện với Diệp Uyên một lúc rồi anh cũng đi ngủ. Nhưng không ngờ Tố Diệp lại bị cơn ác mộng đánh thức. Tố Diệp ghi chặt lấy anh. Diệp Diệp, anh nâng mặt cô lên, nhìn cô, anh hứa với em, sau này không cần biết bận rộn đến mức nào, anh cũng sẽ về nhà trước khi em đi ngủ. Tố Diệp ngẩn người, nhưng trong lòng vì niềm vui đang nổ tung. Em, không sao đâu mà, vẫn còn cố cứng miệng. Không, Niên Bách Ngạn nhẹ nhàng vuốt ve gò má cô, ôn nhu như nước, em cần anh. Phải, cô cần anh. Tố Diệp nép chặt trong lòng anh, xóa sạch mọi lo lắng bất an lúc trước. Ngủ đi. Anh vỗ nhẹ vào lưng cô. Cô vẫn nhìn anh không rời. Nhiên bách ngạn cười khẽ, anh nhìn em ngủ. Thế, lỡ ngày mai mở mắt ra em không nhìn thấy anh nữa thì sao? Cô lo lắng, chợt nhớ lại giấc mơ ban nãy. Nhiên bách ngạn hồn nhẹ lên môi cô, em chắc chắn sẽ nhìn thấy anh. Anh hứa nhé. Anh hứa. Ánh mắt anh rực sáng, hôm sau, không khí vô cùng trong lành. Vì ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy bầu trời xanh ngắt. Tố Diệp không nằm mơ nữa mà nằm yên ngủ một mạch tới sáng. Khi mở mắt ra, cô nghe thấy tiếng chim đang hót ngoài cửa sổ. Nằm một lúc cô mới định thần lại, lập tức xoay người, muốn xem xem người đàn ông bên cạnh có còn ở đó hay không. Khi đối diện với gương mặt đang say ngủ của Nhiên Bách Ngạn, Tố Diệp mới yên tâm. Sau đó não cô bắt đầu hoạt động nhanh chóng. Mọi chuyện tối qua là thế nào nhỉ? Đầu tiên cô mơ thấy rất nhiều giấc mơ không ra đầu ra cuối. Sau đó cô được Nhiên Bách Ngạn đánh thức. Cô tưởng mình tỉnh rồi, ai ngờ vẫn chỉ là mơ. Tiếp đó, cô lại được Tưởng Bân đánh thức. Một thế giới rất thực nhưng vẫn chỉ là ảo mộng cuối cùng cô một lần nữa được Niên Bách Ngạn đánh thức. Niên Bách Ngạn đã dùng sức mạnh cơ thể nói với cô rằng, lần này cô đã tỉnh thật rồi. Tố Diệp nhìn vào gương mặt anh, nắng mai hắt lên gò má anh. Giờ phút này trông anh chân thực mà ấm áp. Tố Diệp nhớ lại những lời tối qua anh nói. Anh hứa sau này anh sẽ về sớm, còn hứa rằng sáng nay tỉnh dậy cô vẫn có thể nhìn thấy anh. Đúng thế, cô nhìn thấy rồi, cảm giác ấm áp dâng trào. Cô chủ động dâng tặng đôi môi hồng, hôn lên làn môi mỏng của anh quyển 14 chương 588, biến động bất ngờ. Khi hạnh phúc sắp tới gần bên, cảm giác vô cùng rõ ràng, sáng tỏ. Giống như buổi sáng này, khi Tố Diệp thức dậy trong vòng tay niên Bách Ngạn, một xúc động chưa từng thấy này nở từ tận đáy lòng. Cô nhớ tới chuyện của Dương Nguyệt, nhớ tới câu chuyện của Hải Sinh và Nghi Anh, trong lòng chợt vô vàn cảm xúc. Gặp một người để sống tới bạc đầu không phải chuyện gì khó khăn. Cái khó là gặp được một người mà đôi bên có tình cảm sâu đậm, rồi bên nhau trọn đời, điều này càng trở nên đáng quý. Gặp được nhiên bách ngạn, cô quý trọng muôn phần. Lúc ăn sáng, Diệp Uyên cứ ngẩn ngơ nhìn điện thoại. Sau khi bày xong sữa cho anh ấy, Tố Diệp không nhịn được nữa, thở dài, hay là gọi điện cho yêu yêu đi. Cuối cùng Diệp Uyên vẫn đặt điện thoại sang một bên, cầm bánh mì nướng lên, phết thêm một chút bơ rồi nói với giọng buồn bực. Giờ mà gọi điện thoại cho cô ấy sẽ làm cô ấy chết khiếp. Diệp Uyên, trước đây em không biết thì ra anh lại bướng đến mức này đấy. Tố Diệp đành ngồi xuống, uống một hớp sữa bò, diệp uyên buông một câu liên quan tới sự sống chết ai dám đổ cợt phải rồi đó là tính mạng từ sáng sớm thức dậy nghiên bách ngạn đã phải nhận điện thoại sau khi nghe xong đánh răng rửa mặt anh mới vào phòng ăn ăn sáng nghe xong câu nói ấy của diệp uyên biết hai người đang bàn về chuyện gì nhưng anh cũng không bày tỏ ý kiến anh ngồi xuống đón lấy cốc cà phê tố diệp đưa mình trầm ngâm suy tư gì đó tình hình tinh thạch bên đó thế nào diệp uyên hỏi thẳng Bây giờ chú hai của anh đã thu mua thành công một nửa cổ phần giải rác trên thị trường, rồi." Nghiên Bách Ngạn khẽ đáp. Diệp Uyên kinh ngạc, sao ông ta lại có nhiều tiền đến vậy? Đây cũng là chuyện Tố Diệp cảm thấy kỳ lạ. Long Thạch đứng sau lưng ông ta chuyên làm các hoạt động rửa tiền đen, đút lót quan chức các cấp trên thế giới. Tim Tố Diệp chợt run lên. Diệp Hạc Thành làm việc cũng thật là kín đáo. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao?" Diệp Uyên truy hỏi. Nghiên Bách Ngạn ngẫm nghĩ giây lát rồi nhìn về phía Diệp Uyên tóm lại em bảo đảm với anh anh sẽ được gặp lại vợ con mình nhanh thôi ý cậu là diệp diệp miên bách ngạn không tiếp tục chủ đề này nữa mà quay đầu nhìn tố diệp tố diệp ngậm một lát bánh mì trong miệng ngước mắt nhìn anh đợt trước em đã tới triều dương môn miên bách ngạn xiên một miếng sandwich từ tốn hỏi tố diệp nhất thời chưa phản ứng lại được chỉ chớp mắt nhìn anh không gật đầu cũng không lắc đầu em tới tìm đinh tư thừa miên bách ngạn hỏi rõ ràng hơn á à, Tố Diệp kinh ngạc, nửa miếng bánh mì rơi từ trong miệng xuống. Miên Bách Ngạn lẳng lặng nhặt nửa miếng bánh mì rơi xuống đất lên, vứt sang một bên. Anh không nhìn cô nhưng rõ ràng là đang đợi cô lên tiếng. Cảnh tượng ấy cũng là điều Diệp Uyên không ngờ tới. Anh ấy nhất thời không thể chen ngang, chỉ cắm cúi uống sữa. Rất lâu sau, Tố Diệp mới lẩm bẩm, "Em, thật ra cũng không tìm anh ta." Cô chỉ đi đi lại lại phía dưới phòng khám của anh ta rất lâu, tới cuối cùng vẫn từ bỏ mà rời khỏi đó. Anh biết em không lên đó, nhưng em muốn tìm anh ta, có đúng không? Tia sáng trong đôi mắt nghiên bách ngạn sáng tối bất định, có vẻ nghiêm nghị lại có vẻ khoan dung, khiến người ta không thể nhìn thấu thái độ của anh. Tố Diệp không thể đoán định được anh có giận hay không, nên bỗng chốc không dám nói bừa. Diệp Uyên cảm thấy đây là lúc mình nên long trọng xuất. Hiện rồi, anh ấy đặt cốc sữa xuống, hắng giọng, chuyện đó, bách ngạn à? Đinh Tư thừa là thầy của Tiểu Diệp mà. Nó có chuyện gì không hiểu, tìm tới anh ta cũng là chuyện rất bình thường. Cậu đừng niên bách ngạn quay đầu nhìn anh ấy một cái ánh mắt ấy khiến diệp uyên nín lặng khi quay lại nhìn tố diệp ngữ khí của niên bách ngạn đã ôn hòa hơn một chút anh kéo tay cô tới nhẹ nhàng nắm lấy diệp diệp anh không phản đối em tới tìm anh ta nếu là chuyện công việc em gặp khó khăn gì đó khi làm việc em đi tìm anh ta anh không nói gì anh chỉ lo em có vấn đề cá nhân nào đó nếu là như vậy em phải nói với anh trước chứ không phải tới kể lể với một người đàn ông khác tố diệp im lặng khẽ cắn môi lúc này sao diệp uyên bỗng cảm thấy mình giống một cái bóng đèn càng lúc càng cảm thấy không tự nhiên nhất là khi nhìn đôi trước mặt cảm giác như đang ân ái khiến anh ấy nổi hết cả da gà cái cậu niên bách ngạn này sao không biết né tránh chút chứ nhưng mà đây là nhà người ta cậu ấy cũng không cần né tránh nghĩ tới đây diệp uyên thở dài rồi nói anh ăn no rồi hai đứa từ từ nói chuyện kết quả chẳng ai ngó ngàng tới anh ấy khiến anh ấy phải đứng dậy ngượng ngập rời khỏi phòng ăn diệp diệp Niên bách ngạn đặt tay cô lên môi, hôn khẽ một cái, anh không có ý trách cứ em, anh chỉ lo cho em thôi. Tố Diệp cảm thấy đầu ngón tay ngứa ngáy, cảm giác ấm ức trong lòng cũng tan biến sạch. Cô nhẹ nhàng đáp, anh chẳng quan tâm tới em đâu, mấy ngày nay chẳng lo lắng gì tới em. Nghe được câu ấy, Nhiên bách ngạn liền cảm thấy áy náy. Nhớ lại dáng vẻ của cô sau khi choàng tỉnh sau giấc mơ đêm qua, trái tim anh lại ngâm ngẩm đau. Đây là lỗi của anh. Anh siết chặt ngón tay cô, bổ sung một câu, nhưng, em cũng không thể tới tìm Đinh Tư Thừa. Tố Diệp thấy đôi mắt anh u tối như trời đêm, suy nghĩ rồi nói, em tới tìm anh ta vì công việc mà. Vì công việc cũng không được. Các thầy giáo trong ngành của em đâu chỉ có mình Đinh Tư Thừa. Ai ngờ được nhiên bách ngạn lại thay đổi thái độ. Tố Diệp kinh ngạc nhìn anh, ban nãy anh nói được mà. Vừa rồi có Diệp Uyên ở đây. Có người ngoài, anh vẫn phải giả vờ lý trí một chút. Nhưng bây giờ chỉ còn hai người họ, anh bắt buộc phải nói cho rõ ràng. Tố Diệp Bằng Hoàng tỉnh ngộ, à em hiểu rồi, anh đang giả vờ làm người tốt trước mặt người ta chứ gì. Thế nên ở trước mặt em thì không cần giả vờ làm người tốt. Cánh tay Niên Bách Ngạn hơi dùng sức một chút, kéo cô ngồi lên đùi mình rồi ôm chặt lấy cô. Không được phép đi gặp Đinh Tư Thừa, bất luận vì lý do gì, nghe rõ không? ở cô dính vào người anh, đáp lại. Có được câu trả lời của cô, lúc này nhiên Bách Ngạn mới yên tâm. Anh hơi thu chặt tay lại, giọng nói trở nên dịu dàng. Diệp Diệp anh là chồng em em có vấn đề gì nên nói với anh trước em tố diệp ngập ngừng lại thôi nhiên bách ngạn nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của cô một lúc sau tố diệp mới thở dài em tới tìm đinh tư thừa thật sự chỉ vì công việc thôi dứt lời cô bèn kể từ đầu tới cuối chuyện của dương nguyệt cho niên bách ngạn nghe vì thế em muốn tới gặp đinh tư thừa để xem bên đó có từng gặp án nào tương tự không cuối cùng tố diệp bổ sung một câu nghe xong nhiên bách ngạn bán tín bán nghi Tố Diệp thấy vậy bèn đổi giọng, hai tay ôm chặt lấy mặt anh. Nhưng mà em đã nghĩ tới ông xã yêu quý nhất của em, thế nên mới không tới tìm Đinh Tư Thừa. Niên Bách Ngạn cũng không biết, cô nói thật hay giả nhưng nghe thấy vậy, tâm trạng của anh cũng thoải mái hơn đôi chút. Thật sự không phải vì chuyện của riêng em. Không phải, em thế đấy. Tố Diệp giơ tay thể thốt trước mặt anh. Niên Bách Ngạn kéo tay cô xuống, dựa đầu vào ngực cô, thì thầm: Diệp Diệp, anh chỉ cần em hiểu rằng không có chuyện gì quan trọng bằng em hết tố diệp ôm chặt cổ anh khẽ đáp em hiểu mà rất lâu sau cô lại lên tiếng thế nên vẫn phải nói với anh một chuyện nhiên bách ngạn ngẩng đầu nhìn cô em phải tới đại áo một chuyến tố diệp nghiêm túc nói nhiên bách ngạn nhíu mày đi hồng kông tố diệp gật đầu không được nhiên bách ngạn không cần suy nghĩ lập tức bác bỏ tố diệp trừng mắt em đang làm việc mà sao sau khi cưới người đàn ông này lại trở nên độc tài vậy chứ công việc cũng không được Nhiên Bách Ngạn thản nhiên nói. Tố Diệp không hiểu, tại sao vậy? Em cần đi công tác, anh cũng phải ở bên cạnh em. Niên Bách Ngạn thẳng thừng nói, nhưng vấn đề là bây giờ anh không thể đi đâu cả. Thế nên, phạm vi hoạt động công việc của em tốt nhất cũng nên thống nhất với anh. Cấm xuất cảnh cũng bao gồm việc cấm anh tới các khu vực Hồng Kông, Ma Cao, Đài Loan. Phạm vi nghiệp vụ của tinh thạch mang tính toàn cầu, cấm anh xuất cảnh về cơ bản cũng không khác gì bắt anh ở yên trong Bắc Kinh. Tố Diệp hiểu tính đặc biệt của thời điểm hiện tại, Cô thở dài nặng nề, cố gắng thuyết phục anh, "Bách Ngạn, em bảo đảm với anh, em sẽ đi nhanh về nhanh. Bây giờ em nhất định phải ở trong tầm kiểm soát của anh, nếu không anh sẽ lo lắng." Nghiên Bách Ngạn vỗ nhẹ nhẹ vào lưng cô, dịu giọng khuyên nhủ, "Nghe lời anh, đợi anh một thời gian nữa, đợi cho tình hình hiện tại qua đi, anh sẽ cùng em tới đại áo." "Bách Ngạn, anh không thể hạn chế tự do của em như vậy được." Nghiên Bách Ngạn sửa chữa lại, "Bà xã, anh đang cố gắng có thể bảo đảm sự an toàn của em trong phạm vi khả năng của mình. Anh cho rằng Diệp Hạc Thành có thể làm hại em. Niên Bách Ngạn giơ tay vuốt nhẹ mấy sợi tóc trên trán cô. Những đòn đánh công khai không đáng sợ, những đả kích ngấm ngầm mới là chí mạng. Tố Diệp nghe ra sự cảnh giác trong lời anh nói. Cô hỏi, đã xảy ra chuyện gì mà em không biết sao? Niên Bách Ngạn cúi đầu, bờ môi mỏng dính lên cổ cô. Hơi nóng phả ra, len lỏi vào lớp áo của cô. Anh lẩm bẩm, không có. Chỉ cần em ngoan ngoãn ở bên cạnh anh là được trái tim của tố diệp xôn xao trong khoảnh khắc không biết là vì lời anh nói hay vì hơi thở của anh cô dịu giọng thái độ cũng hòa nhã hơn vậy dương nguyệt thì tính sao đây em không thể bỏ mặc án này không lo chuyện kiếp trước kiếp sau này vốn dĩ ai bảo sao thì biết vậy cho dù bây giờ em tới đại áo thì đã sao lẽ nào em thật sự muốn nói với dương nguyệt rằng nghi anh chính là kiếp trước của cô ấy câu chuyện này khó mà tưởng tượng được niên bách ngạn thủ thì bên tai cô tố diệp hiểu điều này cho dù Dương Nguyệt có tin thì mẹ của cô ấy cũng sẽ không tin. Cô tới đại áo, thật ra phần nhiều là vì tò mò. Cô chỉ muốn biết làng trài đại áo, có phải thật sự có một đôi tình nhân tên là Hải Sinh và Nghi Anh hay không? Nhưng Nghiên Bách Ngạn nói đúng, nếu ở đó đích thực có hai người như vậy, thì cô biết giải thích với Dương Nguyệt thế nào? Nếu như không có, cô lại phải giải thích với Dương Nguyệt ra sao? Đối mặt với một người đàn ông nghiêm khắc, tính nguyên tắc cực cao như Nghiên Bách Ngạn, sự tùy tiện của Tố Diệp, chỉ có thể bó gọn trong một phạm vi nhỏ hẹp cô biết rất rõ rằng chắc chắn niên bách ngạn sẽ không đồng ý để cô một mình tới làng trài đại áo cô cũng không muốn để thỏa mãn sự hiếu kỳ của mình mà khiến anh cả ngày lo lắng cho cô bây giờ đã có thể áp dụng một số phương pháp trị liệu giúp dương nguyệt khỏe khoắn hơn khó đối phó nhất là mẹ của cô ấy tố diệp thở dài em không hiểu giáo sư đinh bị chứng động kinh gì nữa đối với mẹ của dương nguyệt lúc nào ông ta cũng khép na khép nép à nghe nói mẹ của cô ấy cũng có chút tiếng tăm trong giới thương nhân kinh doanh vật liệu xây dựng gì đó Nhiên Bách Ngạn cười khẽ, có thể hiểu được. Bây giờ giáo sư Đinh đang thiếu nhà đầu tư. Xem ra ông ta đã tìm được mục tiêu rồi. Nhà đầu tư. Tố Diệp kinh ngạc, chẳng phải trước giờ anh vẫn luôn tài trợ cho giáo sư Đinh ư? Nhiên Bách Ngạn đáp thẳng thừng. Một thời gian trước, anh đã rút lại vốn rồi. Tố Diệp sửng sốt, vì sao vậy? Nhiên Bách Ngạn trả lời rất thành thật, đơn giản thôi. Bây giờ anh là kẻ nghèo, làm gì có tiền đầu tư cho người khác? Với lại nhà đầu tư trước nay vẫn lấy danh nghĩa tinh thạch. Giờ anh không còn ở Tinh Thạch nữa, hạng mục đầu tư này cũng gặp trở ngại. Thật hay giả vậy?" Tố Diệp nhìn anh vẻ ngập ngừng. "Thật mà." Trong mắt Nghiên Bách Ngạn là nụ cười khẽ khàng. Tố Diệp nhìn anh rất lâu, muốn tìm chút manh mối gì đó từ đôi mắt ấy, nhưng kết quả phát hiện chỉ tốn công vô ích, thế nên cô đã từ bỏ hẳn. Cô khẽ gật đầu, vậy thì có thể hiểu được thái độ của giáo sư Đinh rồi. Nghiên Bách Ngạn chỉ cười, không nói gì. "Bây giờ em cực kỳ tò mò về việc hợp tác trước đây giữa anh và giáo sư Đinh." Rốt cuộc hai người đang làm cái gì vậy? Đây là chuyện Tố Diệp đã muốn hỏi từ lâu, tuy rằng cô biết điều này là cấm kỵ trong ngành. Vậy mà Nhiên Bách Ngạn rõ ràng là ma cao một trượng. Anh giơ tay véo mũi cô, cười nói, "Em hiểu quy tắc trong ngành mà. Đề tài nghiên cứu của các thầy đều phải được bảo mật." Anh đã chiếu tướng cô. "Đáng ghét." Cô bĩu môi, "Không còn sớm nữa. Mau ăn sáng cho xong đi, anh đưa em đi làm." Nhiên Bách Ngạn hôn nhẹ lên cánh môi cô. "Thế tối nay thì sao?" hai mắt cô sáng lấp lánh nhìn anh. Niên bách ngạn mím môi khẽ cười, tối nay anh sẽ tới đón em về. Vậy hôm nay em không lái xe nữa. Tố Diệp xứng dơn. Được. Tố Diệp ngồi lại chỗ của mình, ăn nốt phần quà sáng còn lại. Khi ăn sắp xong, cô bỗng nhiên nhớ tới một điểm, bèn ngẩng đầu hỏi, em mới nghĩ ra một chuyện. Niên bách ngạn ra hiệu cho cô nói tiếp. Làm sao anh biết em tới gặp Đinh Tư Thừa? Điều này quá quái lạ. Thái độ của Niên Bách Ngạn rất thờ ơ, ăn cơm đi. Né tránh không trả lời ư, Tố Diệp lại càng tò mò, anh nói đi. Anh không nói, em không ăn nữa. Thế thì em cứ nhịn đói đi. Niên Bách Ngạn nói một câu nửa đùa nửa thật rồi đứng dậy. Anh đã ăn xong, cầm chiếc đĩa không đặt vào bồn rửa bát. Này, câu trả lời của anh phát xít quá đấy. Tố Diệp thò đầu ra. Tiếc là, Niên Bách Ngạn không mảng tới cô nữa. Một kỳ nghỉ cuối tuần đã trôi qua trong bình yên. Lại tới thứ hai, gần thêm một ngày đến Tết Trung Thu nhưng ngày thứ hai này lại giống như một bánh tàu lớn đập vào lớp đá ngầm dưới biển bỗng nhiên cuộn dâng sóng gió sàn giao dịch của tinh thạch vừa mở cửa đã bị các cơ quan có liên quan ra lệnh ngừng giao dịch ngay sau đó trong đại hội cổ đông người của viện kiểm sát đã ngang nhiên tham gia diệp hạc thành bị xử lý rất nhiều tội danh tội phạm thương mại như làm ăn phi pháp đưa hối lộ nhận hối lộ bị các cơ quan nhà nước đưa đi thẩm tra tin tức này nhất thời bị đám phóng viên tiết lộ Tinh thạch rơi vào cảnh ngàn cân treo sợi tóc, lung lay trực ngã trong mưa gió, nguy hiểm tới mức chỉ cần chịu một chút áp lực nữa thôi là sẽ tan nát. Mỗi một cổ đông của tinh thạch đều bị điều tra, Tố Diệp cũng không ngoại lệ. Với tư cách là cổ đông lớn nhất của tinh thạch, trở thành đối tượng điều tra quan trọng. Đúng vào lúc Tố Diệp còn chưa hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thì cô lại thả ra một cách vô cớ. Cùng lắm cô chỉ đi một vòng trong đó, sau đó được thông báo đã có thể đi. Cô mơ mơ hồ hồ lúc ký tên có một nhân viên cười lạnh nói chồng cô cũng lợi hại thật không còn ở chức vụ nào đó nữa rồi mà vẫn mưu tính được chuyện gì đó người đó nói xong tố diệp lại mờ mịt khi cô ra ngoài bên đường đã có một chiếc xe đỗ ở đó niên bách ngạn bước xuống đứng trước xe đợi cô cô giảo nhanh mấy bước rồi bước tới nhào vào lòng anh không sao rồi niên bách ngạn ôm lấy cô vỗ nhẹ vào đầu cô rồi cúi xuống dịu dàng an ủi diệp hạc thành bị bắt rồi cô nghe thấy giọng mình cũng đang run rẩy chỉ là thẩm vấn thôi nhiên bách ngạn khẽ nói nhưng em phải chuẩn bị tâm lý trước chỉ có tội phạm thương mại thôi sao cô níu lấy áo anh nhiên bách ngạn thì thầm không còn một chứng cứ quan trọng nữa anh đang tìm tố khải cũng đang tìm hãy cho bọn anh một chút thời gian anh là người gửi tài liệu tới viện kiểm sát sao nhiên bách ngạn hôn lên chán cô chuyện này không cần anh đích thân làm lúc này đầu ngón tay tố diệp mới run lên cô liếm môi họ cũng đang nghi ngờ em phải không em trong sạch anh sẽ không để em có chuyện gì đâu niên bách ngạn nhẹ nhàng an ủi cho dù chỉ là khiếp sợ anh cũng sẽ không cho phép em phải chịu đựng nhưng bên trong còn rất nhiều cổ đông giọng tố diệp cũng run lẩy bẩy họ họ về cơ bản đều là các cổ đông kỳ cựu của tinh thạch niên bách ngạn nhấn mạnh từng chữ một gương mặt tố diệp áp sát ngực anh họ còn có thể ra ngoài được không niên bách ngạn không nói gì sự trầm mặc trên đỉnh đầu khiến tố diệp khó hiểu cô ngước mắt nhìn anh vừa qua buổi trưa ánh mắt cô đổ nghiêng trên mái tóc nghiêng bách ngạn nhìn anh từ góc độ này gương mặt anh nhòe đi trong quầng sáng mái tóc sáng lên nhưng lại đen đậm ánh mắt anh cũng đen và sâu như mái tóc anh nó khiến cô nhớ tới một con chim gáy đen u tối lặng lẽ quan sát tất cả mọi chuyện đang xảy ra họ còn có thể ra ngoài được không một dự cảm đang ngầm nảy sinh trong tố diệp cô hỏi lại lần nữa lần này cô nhìn thẳng vào đôi mắt nghiêng bách ngạn niên bách ngạn cũng nhìn cô ngữ khí nhẹ nhàng thái độ lại vô cùng kiên quyết anh nói rõ ràng từng chữ họ không thể ra được hơi thở của tố diệp càng lúc càng dồn dập họ không thể ra được và họ không thể ra được nữa hai câu này chỉ khác nhau một chữ nữa nhưng lại tranh lệch rất nhiều ý nghĩa câu thứ hai nghe có một sự bất lực chỉ còn biết nghe theo số phận đã là vận mệnh rồi tạo nghiệt thì không thể sống nhưng câu đầu tiên phần nhiều là có sự thao túng của con người nghĩ tới đây tố diệp chợt run sợ Cô bột miệng, anh. Nhưng Nhiên Bách Ngạn lại đưa ngón tay chặn ở giữa môi cô, nhẹ nhàng nói, anh chỉ cần em không sao, hiểu không? Tố Diệp nhìn anh rất lâu không thể nhúc nhích. Em dâu không sao chứ? Có một giọng nói trên ngang, một điệu cười mỉm. Tố Diệp kinh ngạc, ánh mắt cô vượt qua bả vai Nhiên Bách Ngạn, bắt gặp ánh mắt mang ý cười của Vanh xăng. Lúc này cô mới bằng hoàng nhận ra, lúc nãy cô chỉ mải chú ý tới xe của Nhiên Bách Ngạn mà không ngờ Vanh xăng, cũng có mặt ở đây nhìn thấy vanh xăng, cô bất giác nhớ tới dâu y, trong lòng liền không thoải mái. Nghiên bách ngạn vòng tay qua eo tố diệp, nhìn về phía vanh xăng, đã không sao rồi. Lần này cảm ơn ông. Vanh xăng tươi cười, không sao là tốt rồi. Bách ngạn, thế này có được tính là cậu nợ tôi một ân tình không đây? Trái tim tố diệp chợt có thắt lại. Cô cũng nghe thấy nghiên bách ngạn khẽ cười nói, hôm khác tôi sẽ tới cảm ơn. Cậu hứa rồi đấy nhé. Vanh xăng giơ tay vỗ lên vai anh, được rồi không làm phiền hai vợ chồng cậu nữa. Sau khi gật đầu chào Tố Diệp, Vanh xăng lái xe đi mất. Lên xe rồi, Tố Diệp dựa vào ghế, im lặng không nói một câu. Nhiên Bách Ngạn cũng không nói nhiều. Anh vươn người qua, chú đáo thắt dây an toàn cẩn thận cho cô rồi cho xe chạy. Giờ này đường xá vẫn còn rất thông thoáng. Cả đoạn đường đều thông suốt. Nhưng trong lòng Tố Diệp thì tắc nghệ Cô thu ánh mắt lại, dừng trên gương mặt hơi nghiêng của Niên Bách Ngạn. Cô hỏi, những cổ đông đó sẽ ra sao? khuôn mặt anh sắc lẹm, nhất là đôi môi, hệt như một dãy núi. Sau khi nghe xong câu hỏi của cô, anh im lặng một lúc mới lên tiếng, Diệp Diệp, em học tâm lý mà, nên hiểu rõ sự phức tạp của lòng người. Em tưởng họ vô tội cả sao? Khi một người có quyền có thế trong tay, lòng tham cũng từ đó mà nảy sinh. Tố Diệp há hốc miệng, nhưng không nói được câu nào. Cô biết rõ câu này của Niên Bách Ngạn rất đúng. Vanh xăng, ngập ngừng dây lát, cô lại hỏi, lần này ông ta giúp anh, nhất định sẽ tìm đủ mọi cách để đòi lại, phải không? Bàn tay lớn của Niên Bách Ngạn nắm chặt vô lăng. Anh cho xe rẽ, nhân lúc ấy nhìn cô một cái, khóe môi mang theo nụ cười. Em muốn nói gì? Ông ta sẽ đưa ra điều kiện chứ? Cô cảm thấy bất an. Niên Bách Ngạn mím môi, giơ một tay xoa đầu cô, yên tâm đi. Không phải là dâu y đâu. Mới đó anh đã nhìn thấu tâm tư của cô. Điều đó khiến Tố Diệp ngượng ngập, có chút bối rối. Em không thích người đó, Cô nhíu mày, còn ghét luôn cả dâu y nữa. Nghiên bách ngạn kéo tay cô lại, hôn nhẹ, anh cũng không thích. Tố Diệp cảm thấy ngón tay ngơ ngứa, ngứa vào tận trong tim. Tuy rằng trong bụng cô còn một loạt thắc mắc, nhưng đều đã tan chảy dưới giọng nói và sự dịu dàng của anh. Những tòa nhà hai bên đường lùi về sau làm người ta hoa cả mắt. Một lúc lâu sau Nghiên bách ngạn dặn dò cô, bây giờ tinh thạch rất loạn. Em cố gắng không cần tới thì không nên tới. Thời gian này đám nhà báo cũng sẽ chú ý tới em. Anh sẽ đưa đón em đi làm, nếu trong lúc làm việc cần phải đi ra ngoài thì em phải gọi điện thoại cho anh. Tố Diệp kinh ngạc, trong lúc làm việc gọi điện thoại cho anh làm gì chứ? Em đi đâu, anh có thể đưa em đi. Liêm chúng cũng có tài xế, hơn nữa em cũng có thể bắt taxi mà. Nghe lời anh, nhiên bách ngạn nghịch bàn tay cô, cứ gọi cho anh. Tố Diệp tò mò hỏi, chỉ vì chuyện của Diệp Hạc Thành thôi sao? Sao bỗng dưng anh trở nên căng thẳng vậy? Nhưng Nhiên Bách Ngạn chỉ ôn tồn đáp, có những chuyện em không cần biết, chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời anh là được một câu nói rất chú đáo vậy mà khiến Tố Diệp nghẹn lại, không biết nên hỏi gì nữa. Quyển 14 chương 589, ngày sinh nhật gần kề. Vì sự kiên quyết của Niên Bách Ngạn, thế nên Tố Diệp không thể không hủy bỏ dự định một mình tới đại áo. Đối mặt với sự phiền toái của Dương Nguyệt, cô tiến hành trị liệu bằng việc áp dụng phương thức động viên, vì cô quả thực không thể truyền bá cho Dương Nguyệt, quá nhiều lý do về kiếp trước kiếp sau. Cách lý giải này vốn dĩ đã không được thế giới bên ngoài tán đồng. Vậy, nếu giải thích chuyện của Nghi Anh và Hải Sinh, lời giải thích của cô dành cho dương nguyệt là có lẽ cô ấy đã nghe thấy hoặc biết tới câu chuyện của nghi anh và hải sinh ở đâu đó trong não bộ đã hình thành một sự tác động ngầm tới tiềm thức thế nên mới tạo ra sự quấy dày tới cô ấy hiện giờ dương nguyệt nửa tin nửa ngờ nhưng tố diệp biết bất luận câu chuyện của nghi anh và hải sinh là thật hay giả thì nó cũng đã ảnh hưởng tới cuộc sống hiện thời của dương nguyệt cho dù hải sinh thật sự tồn tại lẽ nào còn bắt dương nguyệt chờ đợi ngày này qua tháng khác cuộc sống hiện tại vẫn cứ phải tiếp diễn thế nên một lần nữa cô lại cầu cứu sự giúp đỡ của phương bội lôi sau khi phương bội lôi tham gia trị liệu thôi miên tình trạng thèm ngủ của dương nguyệt đã có tiến triển tốt tuy rằng thi thoảng cô ấy vẫn mơ thấy hải sinh nhưng hoàn cảnh môi trường rất quan trọng đối với con người tố diệp giải thích đi giải thích lại với dương nguyệt về nguyên lý giấc mơ của con người dần dần dương nguyệt cũng không còn cố chấp như vậy nữa tinh thạch thì đang bấp bênh nghiêng ngả diệp hạc thành bị các ngành có liên quan chính thức khởi tố về rất nhiều tội danh tội phạm thương mại còn công ty con ngấm ngầm sau lưng long thạch cũng vì có quá nhiều hoạt động vi phạm mà đã bị xét xử bỗng chốc diệp hạc thành bắt đầu đi khắp nơi tìm luật sư còn các cổ đông khác của tinh thạch đa phần cũng không ai may mắn thoát nạn chỉ có một vài người cũng tự kinh doanh riêng tuyệt đại đa số những người còn lại đều có liên quan tới diệp hạc thành và long thạch theo lời khai của các cổ đông diệp hạc thành đích thực để mang lợi ích của long thạch ra để mua chuộc đút lót họ họ còn thừa nhận đối với việc niên bách ngạn rời khỏi công ty khi đó họ cũng đã cố tình làm vậy các loại tội danh rơi xuống trở thành đề tài thảo luận nóng hổi nhất năm các phóng viên không thể nắm chắc tình hình mới nhất liền bắt đầu không ngừng xuyên tạc tình hình của tinh thạch càng lúc càng nguy khốn mọi người đều đang chờ đợi ai có thể xuất hiện để giải cứu tinh thạch thậm chí có người còn dự đoán liệu niên bách ngạn có trở lại tinh thạch tiếp nhận trọng trách lớn lần nữa hay không phía niên bách ngạn không có động tĩnh gì Tố Diệp cũng không có dấu hiệu sẽ tới tinh thạch. Diệp Ngọc, Diệp Uyên lần lượt bị người ta giết hại, Nguyễn Tuyết Mạn không có cổ phần của tinh thạch. Những người còn lại có liên quan tới nhà họ Diệp, hơn nữa trong tay cũng có cổ phần chỉ còn lại Nguyễn Tuyết Cầm và Diệp Lan. Diệp Lan không có tin tức gì. Tất cả mọi người đều không biết rằng cô đang lo lắng ngồi dịch trước máy tính như kiến bò chảo lửa. Cô rất muốn ra ngoài, nhưng bị Tố Khải bắt phải ở trong nhà. Cuối cùng, vì quá sốt ruột, cô đã gọi điện thoại cho Nguyễn Tuyết Cầm. Nguyễn Tuyết cầm dặn dò cô đừng có lộ mặt, đừng tới Tinh Thạch, càng không được về nhà. Diệp Lan biết rõ, nhà mình chắc chắn đã bị đám ký giả vây chặt rồi. Diệp Lan nhất thời cảm thấy rất bất lực. Cô lại muốn gọi điện cho Tố Diệp, nhưng nghĩ tới chuyện việc Nghiên Bách Ngạn rời khỏi Tinh Thạch, có liên quan trực tiếp tới bố mình thì lại không biết nên nói với Tố Diệp thế nào. Các mối quan hệ đã loạn lại càng thêm loạn, cô rất đau đầu. Bây giờ, tất cả mọi người bên ngoài đều đang suy đoán thái độ của Nguyễn Tuyết cầm. Hơn nữa, với tư cách là vợ của Diệp Hạc Thành, Nguyễn Tuyết Cầm đương nhiên cũng phải tiếp nhận điều tra. Nhưng sau khi các cơ quan chức năng điều tra xong, được biết bà ta không có quan hệ thực tế với Long Thạch. Hỏi bà ta những chuyện có liên quan tới Long Thạch, bà ta cũng một mực khẳng định không biết gì hết. Ai cũng tin rằng, ban đầu Diệp Hạc Thành lấy danh nghĩa của bà ta để thành lập Long Thạch, bà ta cũng chỉ là nạn nhân. Khi Kỳ Đông Nham gọi điện tới cho Niên Bách Ngạn, anh đang thưởng trà trong phòng khách cùng Diệp Uyên đầu kia rất yên tĩnh có lẽ kỳ đông nham cũng đang ở trong phòng làm việc cậu định khi nào thì ra tay kỳ đông nham hỏi thẳng nhiên bách ngạn cầm tách trà nóng lên bằng một tay đợi cho nước trà trong vắt anh nhấp một ngụm rồi khẽ nói chuyện của diệp ngọc và diệp uyên còn chưa xong xuôi bây giờ tuy là diệp hạc thành đã bị điều tra nhưng cổ phần trong tay vẫn chưa chắc chắn sẽ rơi xuống đầu cậu kỳ đông nham nhắc nhở anh nhiên bách ngạn đặt tách trà xuống thế nên nhất định phải loại ông ta ra khỏi cuộc chơi một cách triệt để ý của cậu là, tội phạm thương mại không đáng sợ, nhưng dính vào tội danh hình sự thì rắc rối rồi. Cậu chắc chắn chứ? Cần có thời gian. Kỳ Đông Nham ở đầu kia trầm mặc dây lát rồi nói, sự kiên nhẫn của cậu quyết định sự tàn nhẫn, nham hiểm của cậu. Nhiên bách ngạn không giận mà bật cười, mình lại tưởng cậu lại định nghĩa việc này là dám làm việc nghĩa. Sợ rằng cậu muốn tẩy trắng cho chính mình. Nhiên bách ngạn nghịch chết chén, nói gì cũng phải có chứng cứ. Cậu đã đoán chắc mình không tìm ra được bằng chứng của cậu chứ gì. Bên kia, kỳ đông nham hờ hững hỏi. Niên bách ngạn cười, là đoán chuẩn cậu không dành đến thế. Cậu sai rồi, liên quan tới chuyện của cậu, mình có ối thời gian. Hết sức hoan nghênh. Sau khi kết thúc cuộc điện thoại, Diệp Viên ngồi đối diện hỏi, hai cậu lại làm hòa rồi à? Niên bách ngạn nhướng mày, không trả lời, không biết có được coi là mặc nhận không? Diệp Hạc Thành có thể được thả ra không? Diệp Viên hỏi, động tác nghịch nhúm trà cũng dừng lại. Niên bách ngạn giơ tay đón lấy chỗ trà anh ấy đang nghịch, trả lời một kiểu khác. Bây giờ anh đang uống loại trà đại hồng bào của núi Vũ Di, vua của các loại trà, cho dù không hiểu trà cũng nên tôn trọng trà đạo. Diệp Uyên nhíu mày nhìn anh. Nghiên bách ngạn thuần thục pha trà xong, rót cho anh ấy một ly rồi khẽ nói, làm việc cũng giống như pha trà vậy. Nếu gấp gáp, mùi vị cũng sẽ đổi khác. Tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu, Diệp Hạc Thành dám có ý định giết tôi vậy thì cái chết của Diệp Ngọc chắc chắn cũng có liên quan tới ông ta. Không chỉ có Diệp Ngọc, còn cả bố tôi nữa. Nếu là ông ta làm, thì nhất định sẽ để lộ sơ hở. Nhưng bây giờ, dường như không hề có chứng cứ. Nghiên bách ngạn cười khẽ, vội gì chứ? Rồi sẽ có lúc cái đuôi lòi ra, hơn nữa ngày ấy tới rất gần rồi. Vì sao? Diệp Uyên nhìn anh đầy nghi hoặc. Nghiên bách ngạn từ tốn nhấm nháp trà, chậm rãi nói, rồi sẽ có người còn sốt sắng hơn chúng ta. Bây giờ là thời điểm. Quan trọng nhất cũng là cơ hội cuối cùng để dồn Diệp Hạc Thành vào chỗ chết. Cậu ám chỉ ai? nhiên bách ngạn chỉ mỉm cười không nói anh lại đun sôi nước lặng lẽ pha trà diệp uyên thấy vậy tuy rằng sốt ruột nhưng cũng không thể hỏi nhiều hai người im lặng khoảng năm sáu phút gì đó nhiên bách ngạn mới lên tiếng hỏi anh vẫn không định gặp lâm yêu yêu nếu theo như những gì cậu nói bọ ngựa bắt ve còn có chim sẻ trực sẵn thì sao tôi dám đi gặp cô ấy diệp uyên hỏi ngược lại nhiên bách ngạn không vội vàng cuộc đời chính là như vậy tìm kiếm sự sống trong nguy hiểm bây giờ anh ra ngoài có lợi cũng có hại lợi ở chỗ có thể đoàn tụ với vợ con hại ở chỗ phải chịu đựng nguy hiểm nhưng đồng thời anh cũng có thể trở thành niềm hy vọng của tinh thạch thế nên theo em thấy lợi nhiều hơn hại anh nên xuất hiện vào lúc này không đối với tôi mà nói tinh thạch thật sự chỉ có áp lực diệp uyên đau khổ nói nghiên bách ngạn nhìn anh ấy chú hai là người đã chứng kiến từng bước trưởng thành của tôi từ nhỏ ông ta đã rất yêu quý tôi ngoài bố tôi ra tôi cảm thấy ông ta chính là người cha người chú tốt với tôi nhất cuộc đời này nhưng chính một người như vậy lại có thể vì lợi ích vì muốn đứng vững trong tập đoàn mà không ngại giết hại người thân tôi thật sự lo sợ sẽ có một ngày tôi hay con trai tôi lớn lên cũng có thể vì lợi ích mà biến thành như vậy như vậy quá đáng sợ đáy mắt diệp uyên nặng nề nghiên bách ngạn thêm một chút trà mỗi người có một trí hướng em tôn trọng sự lựa chọn của anh diệp uyên giơ tay ngón tay len lỏi qua từng sợi tóc anh ấy thấp giọng hỏi cậu cảm thấy tôi nhu nhược lắm phải không không em cảm thấy người như anh rất hiếm có niên bách ngạn khẳng định em nghĩ cùng là những người làm cha anh xứng đáng hơn bố mình diệp uyên cười khổ Nhiên bách ngạn hoàn toàn trở thành một tài xế ngày ngày đưa đón tố diệp đi làm khoảng thời gian này giờ giấc ăn nghỉ vô cùng nghiêm chỉnh nhất là ăn cơm vì diệp uyên không thể ra ngoài thế nên bữa tối hầu như họ đều ăn ở nhà diệp uyên và Nhiên bách ngạn thay phiên nhau nấu cơm nói theo cách của tố diệp thì thấy chưa thấy chưa giờ một người phụ nữ như em phải nuôi hai người đàn ông các anh câu này dĩ nhiên chỉ mang tính chất bông đùa. Về mặt pháp luật, Diệp Uyên là người đã chết. Tố Diệp đã cố gắng hết sức để giành được cho Lâm Yêu Yêu một chút lợi nhuận. Tuy rằng bây giờ tinh thạch đang khốn đốn, Lâm nạn nhưng một con lạc đà gầy cũng to hơn ngựa, để nuôi sống được gia đình Yêu Yêu cũng không phải một chuyện quá khó khăn. Đây cũng coi như Diệp Uyên kiếm về. Còn Nhiên Bách Ngạn, trước mắt không có công việc, nhưng tài sản thì vẫn còn. Cùng với việc Diệp Hạc Thành bị khởi tố, viện kiểm sát cũng kiếm ra càng ngày càng nhiều chứng cứ có lợi cho niên bách ngạn. Cộng thêm có thịnh thiên vĩ đi lại khắp nơi nhờ quan hệ, những tài sản bị đóng băng của niên bách ngạn cũng đã được hóa giải từng chút một. Chính vì thế, Tố Diệp mới cảm thấy có nói câu đó cũng không ảnh hưởng quá lớn. Nếu có một ngày niên bách ngạn, trở thành kẻ nghèo kiết xác thì cô chắc chắn không thể ăn nói như vậy, để đà kích anh. Những ngày nắng nóng luôn trôi qua rất nhanh. Chớp mắt, sinh nhật của Niên Bách Ngạn đã gần kề. Không phải Tố Diệp không quan tâm tới tinh thạch, cũng không phải cô hờ hững với tình hình diệp hạc thành bị điều tra càng không phải vì cô không màng tới chuyện làm sao để diệp uyên và lâm yêu yêu gặp lại nhau nhưng rõ ràng so với ngày sinh nhật sắp tới của niên bách ngạn tố diệp càng để ý hơn cô chưa từng hỏi niên bách ngạn muốn tổ chức sinh nhật như thế nào người đàn ông này nhìn đã biết không quá nhạy cảm với ngày sinh nhật của mình ngược lại niên bách tiêu đã gọi điện về bắc kinh từ sớm câu đầu tiên nó hỏi tố diệp là chị định tổ chức sinh nhật cho anh em thế nào tố diệp vẫn chưa nghĩ ra sau đó cô hỏi niên bách tiêu trước đây hay tổ chức thế nào niên bách tiêu ngẫm nghĩ rồi đáp cũng không có gì anh em chẳng đón sinh nhật bao giờ tố diệp nhớ lại giờ này năm ngoái đúng là anh không có kế hoạch mừng sinh nhật niên bách tiêu nói với vẻ ngượng ngập thật ra năm ngoái chúng ta nên mừng sinh nhật tử tế cho anh ấy mới phải năm ngoái xảy ra quá nhiều chuyện đến cả ngày sinh nhật của cô cũng chỉ có nỗi đau hắn giọng cô hỏi nó năm nay đã nghĩ ra tổ chức sinh nhật cho anh em thế nào chưa Niên Bách Tiêu suy nghĩ rồi trả lời, em sẽ về Bắc Kinh. Tố Diệp vui mừng. Như vậy, chắc Niên Bách Ngạn sẽ vui lắm. Quyển 14 chương 590, có thể tha thứ. Từ góc độ của một bác sĩ tư vấn tâm lý, Tố Diệp đã phân tích tại sao Niên Bách Ngạn chưa bao giờ tổ chức sinh nhật. Đứa trẻ nào sinh ra cũng đều hoạt bát, tươi vui, còn sự thay đổi tính cách sẽ có quan hệ trực tiếp với môi trường sống, cũng như hoàn cảnh bố mẹ dựng nên. Sự nghiêm túc của Niên Bách Ngạn có lẽ được hình thành từ bố mẹ. Anh là con trưởng, khi bố mẹ còn chưa qua đời, anh nhất định đã được coi là người kế nghiệp gia tộc. Vì thế, sự kỳ vọng của bố mẹ dành cho anh đã trở thành một thứ xiềng xích, thúc giục anh từ nhỏ đã có những suy nghĩ không giống những người bình thường, thậm chí là chín chắn hơn so với những người cùng tuổi. Còn sau khi bố mẹ qua đời, tuy rằng anh đã mất đi thân phận trói buộc là trở thành người thừa kế gia nghiệp, nhưng anh còn có em trai, có niên bách tiêu. Sự tranh lệch về độ tuổi khiến niên bách ngạn không thể coi em trai là chi kỷ trong mắt anh, Nhiên Bách Tiêu giống con trai của anh hơn. Anh vốn dĩ đang ở trong thân phận một người anh trai nhưng lại đóng vai một người bố. Anh ấy nhất định đang lặp lại quỹ đạo của bố mình, các bố giáo dục và dạy dỗ các con. Anh ấy không có quá nhiều kinh nghiệm, chỉ có thể yêu cầu Nhiên Bách Tiêu như những gì bố từng yêu cầu mình. Thế nên từ xưa tới nay anh đều không rảnh để quan tâm tới bản thân mình, điều này có thể nhận ra từ việc tổ chức sinh nhật. Anh có thể nhớ rõ sinh nhật của người khác nhưng luôn quên bẵng đi sinh nhật của mình mức độ nghiêm khắc của anh đối với bản thân luôn vượt xa đối với người khác một người đàn ông như vậy vừa đôn hậu lại nghiêm túc khiến người ta vừa kính nể lại vừa xót xa vào một năm không có thời gian quan tâm tới quá nhiều chuyện như năm vừa rồi tố diệp đã bỏ lỡ cơ hội tổ chức sinh nhật cho niên bách ngạn hơn nữa lúc đó tình cảm của cô và anh vẫn còn dập dềnh như sóng nên cô không nghĩ được quá nhiều nhưng năm nay thì khác cô cảm thấy với tư cách là người vợ cô có trách nhiệm giúp anh có một được một sinh nhật khó quên tố diệp rất mê chiêm tinh thật ra từ rất lâu trước đây đã bắt đầu tìm hiểu cung hoàng đạo của Niên Bách Ngạn. 15 trên 8 dương lịch, người đàn ông cung sư tử điển hình. Nói chính xác, cung mặt trời của Niên Bách Ngạn là sư tử, cung mặt trăng là ma kết, mà cung mọc của anh cũng là ma kết. Tố Diệp đã nghiên cứu tỉ mỉ ba cung hoàng đạo này của Niên Bách Ngạn, cảm thán rằng ba cung này chiếu lên đầu Niên Bách Ngạn quả là chuẩn xác. Cung mặt trời của anh là sư tử, chứng tỏ anh có đủ sự quyết đoán của một bậc quân vương, bẩm sinh đã là một nhà lãnh đạo. Đồng thời, anh lại chịu ảnh hưởng của cung mặt trăng ma kết, khiến nội tâm anh có một sự kiên trì, nhẫn nại, không dễ gì lay động. Cung ma kết là cung hoàng đạo nổi tiếng với sự nghiêm túc và chăm chỉ. Đây cũng là điểm mấu chốt ảnh hưởng tới tính cách nội tại của niên bách ngạn. Còn cung mọc của anh cũng là ma kết. Đối với phụ nữ mà nói, gặp được một người đàn ông như vậy sẽ nảy sinh cảm giác an toàn. Cung mọc đại diện cho linh hồn của anh, ý thức cá nhân của anh. Mà cung mọc của niên bách ngạn là ma kết, chứng tỏ anh là một người đàn ông có tính kỷ luật cực cao làm việc thận trọng nghiêm túc xua đi sự cuồng nhiệt và nóng nảy của cung sư tử có nhiều hơn cái điểm đạm và chín chắn của market đây chính là hướng đi của anh từ bây giờ cho tới sau này tố diệp cảm thấy mình như nhặt được một báu vật đến nỗi cô đã không nhịn được mà vò đầu niên bách ngạn không ngừng nói anh đáng yêu quá đi đáng yêu chết mất khiến cho niên bách ngạn ngơ ngẩn chẳng hiểu chuyện gì anh chỉ nhướng mày sao tự nhiên anh lại đáng yêu chứ đương nhiên tố diệp sẽ không nói muốn tổ chức cho Niên Bách Ngạn một sinh nhật khó quên, chuyện này vẫn phải có sự giúp đỡ của Diệp Uyên. Vào ngày nghỉ thứ bảy, Niên Bách Ngạn có việc phải đột xuất phải ra ngoài. Nhân cơ hội ấy, Tố Diệp nhanh chóng bàn bạc với Diệp Uyên chuyện này. Diệp Uyên vẫn chỉ ăn và ăn như mọi khi. cả một đĩa dưa hami tân cương đầy ắp mà anh ấy ăn gần hết, chỉ còn mấy miếng. Tố Diệp thực sự không nhìn nổi nữa. Cô bước tới, giật lấy chiếc đĩa trong tay anh ấy, anh bị ám ảnh tâm lý rồi phải không? Diệp Uyên top tép mấy cái, sao cơ? sao cơ cái gì gần đây anh ăn dã man quá đi tố diệp nhắc nhở anh ấy lượng thức ăn của anh bây giờ gấp đôi niên bách ngạn đấy đó là vì bây giờ cả ngày anh chẳng có việc gì chỉ ở trong nhà hơn nửa ngày đều mượn phòng tập của niên bách ngạn để giết thời gian này anh nói thật cho em biết đi có phải bây giờ anh mắc chứng sợ đói không diệp uyên đứng dậy giật lại cái đĩa nhét nốt mấy miếng dưa còn lại vào miệng rồi nói vẫn chưa nghiêm trọng đến mức đó chỉ tại con người ta lúc nhàm chán thì chỉ biết ăn thôi anh sắp không nhàn rỗi nữa đâu. Tố Diệp vội vàng nói. Diệp Uyên nhìn cô khó hiểu. Tố Diệp hạnh phúc nói, sắp tới sinh nhật của Bách Ngạn rồi. Em muốn tổ chức một bữa tiệc sinh nhật cho anh ấy. Anh phải giúp em. Diệp Uyên ngây ngốc rồi hờn dỗi đáp. Con gái lấy chồng như bát nước đổ đi, nói em đấy. Gì chứ? Sinh nhật anh là ngày nào? Diệp Uyên lười biếng hỏi. Tố Diệp á khẩu. Thấy chưa, thấy chưa? Diệp Uyên cố tình chép miệng, làm ra vẻ thất vọng. Em gái tôi đấy, bụng dạ lúc nào cũng chỉ nghĩ tới chồng mình thôi. Đến ngày sinh nhật của anh trai mà cũng không biết. Tố Diệp há hốc miệng, mãi một lúc mới nói, anh đã nói với em khi nào đâu? Thế nhiên bách ngạn thì nói với em rồi à? Diệp Uyên phản bác. Tố Diệp lại nghẹn tiếp. Cô đằng hắng, em đã từng xem chứng minh thư của anh ấy. Đây gọi là có lòng hay vô tâm đây? Chính em đi làm giấy chứng tử cho anh phải không? Lúc nào Diệp Uyên cũng ghi nhớ mình đang là người chết, trên giấy chứng tử chắc chắn sẽ điền ngày sinh. Tố Diệp ngẫm nghĩ thấy cũng phải, nhưng nghĩ nát óc cũng không tài nào nhớ ra sinh nhật diệp uyên là ngày nào cuối cùng cô cứng miệng ngụy biện anh đã là người chết rồi còn nhớ ngày sinh nhật làm gì nhớ ngày chết là được rồi em nhớ ngày chết của anh mà diệp uyên trừng mắt giận hờn nhìn cô con nhóc đáng ghét em có tin anh cho em một bạt tai không tại em không nhớ được ngày sinh nhật của anh mà diệp uyên hừ một tiếng em muốn nhờ anh giúp đỡ cứ nhớ lại được rồi tính tố diệp chẳng biết làm sao cô ôm đầu nghĩ rất lâu cuối cùng ngẩng đầu hỏi tháng một Diệp Uyên lườm cô. Tháng 2. Dù sao một năm cũng chỉ có 12 tháng, em cứ đoán lần lượt kiểu gì trả chúng. Diệp Uyên bất mãn. Tố Diệp định nọt, thế thì là tháng 3. Ngày bao nhiêu tháng 3? Diệp Uyên lẩm bẩm. Mắt Tố Diệp sáng lên, cô đoán đúng thật rồi. Cô đang định lên tiếng thì đã nghe thấy Diệp Uyên đe dọa. Em mà dám đoán từ mùng 1 tới 30 đừng trách anh trở mặt vô tình. Thế thì có đánh chết Tố Diệp cũng chẳng đoán ra. Ai ra anh trai à? Anh đừng có làm khó em nữa mà. Tố Diệp, phải giờ tuyệt chiêu làm nũng, anh nói xem, anh cũng có vợ rồi, mấy việc nhớ ngày sinh nhật phải là nghĩa vụ của cô ấy chứ. Ngày nào em cũng nhớ sinh nhật của anh còn ra thể thống gì. Diệp Uyên đã quá quen cái thói không chơi được thì quay ra dở trò của cô. Anh ấy lạnh lùng nhìn cô, mí mắt cũng không động đậy. Vậy được, anh nói cho em biết một lần đi. Em hứa, cả đời này em cũng sẽ không quên đâu. Tố Diệp giơ tay làm như thế thốt. Diệp Uyên uể oải đáp, Nể tình em hứa hẹn với ông anh đây, anh sẽ nói cho em biết. Nhớ cho kỹ đấy. Sinh nhật của anh là ngày 20 tháng 3. Tố Diệp nhẩm tính rồi trợn tròn mắt ngạc nhiên. Ờ, anh là cung song ngư. Rõ ràng là Diệp Uyên không biết mình thuộc cung gì. Trời đất ơi! Anh là con trai song ngư hả? Sao em không nhận ra anh là con trai song ngư cơ chứ? Ha ha! Tố Diệp ôm bụng cười. Nam song ngư thì sao? Diệp Uyên chẳng hiểu gì. Tố Diệp nín cười, những người cung song ngư rất lãng mạn và thần bí là cung hoàng đạo có năng khiếu nghệ thuật nhất dứt lời cô nhìn ngắm diệp uyên từ trên xuống dưới rồi lắc đầu ngắn ngẩm xem ra cung hoàng đạo cũng có lúc không chuẩn thật diệp uyên nhận ra giọng điệu châm chọc của cô lập tức kháng nghị này tố diệp em ăn nói thế là có ý gì hà sao anh lại không lãng mạn được sao lại không có năng khiếu nghệ thuật đa tình mới phù hợp với anh tố diệp từ tốn nói diệp uyên trừng mắt cũng không đúng anh không thể gọi là đa tình mà gọi là lăng nhăng nói tới đây tố diệp lại lắc đầu cung hoàng đạo không chuẩn đủ rồi đấy anh là người trung tình diệp uyên quả thực chịu không nổi ánh mắt đó của cô tố diệp bụng miệng cười được rồi được rồi em muốn anh giúp em thế nào diệp uyên chẳng hơi đâu ngồi phân tích với cô mấy chuyện cung hoàng đạo vừa nhắc tới chuyện chính con người tố diệp lại sáng rực lên em không muốn mời quá nhiều người một là em cảm thấy bách ngạn cũng không phải người thích náo nhiệt hai là còn có anh diệp uyên nghe xong lập tức không vui thế nào gọi là còn có anh thế em hỏi anh anh có tham gia bữa tiệc sinh nhật của anh ấy không hỏi phí lời anh chỉ mong bữa tiệc vui vẻ một chút nếu không ngày nào anh cũng ở đây sắp phát điên rồi diệp uyên không suy nghĩ gì hết tố diệp tiếp lời thế mới nói vì có anh nên việc lựa chọn đối tượng tới dự cũng phải càng thêm thận trọng em không thể ai cũng mời được lỡ như người ta để lộ tin anh chưa chết ra ngoài thì làm sao cũng đúng nhỉ diệp uyên có thể hiểu được anh tán đồng việc mới ít người, vì anh. Tố Diệp khinh bỉ nhìn anh ấy, mặt anh dày quá đấy. Có phải tổ chức sinh nhật cho anh đâu? Diệp Uyên ném một miếng vỏ cam qua phía cô, còn ăn nói với anh trai cái kiểu đó, anh sẽ không nương tay với em đâu. Vậy thì em nói với yêu yêu anh chưa chết. Câu nói ấy đã thành công khiến Diệp Uyên bớt phóng túng. Tố Diệp thấy vậy bèn thở dài, thật ra hôm sinh nhật em rất muốn mời yêu yêu tới. Không được. Diệp Uyên cực kỳ cố chấp, thái độ cũng từ sự tùy tiện ban nãy trở nên nghiêm nghị. Tố Diệp khó xử, anh Hà Tất phải làm vậy chứ? Tóm lại, không được là không được. Anh không nhớ cô ấy à? Nhớ chứ. Một ngày 24 tiếng lúc nào anh cũng nhớ yêu yêu, nhớ đến nỗi hít thở cũng khó khăn. Thế anh, đừng nói nữa. Không được để cô ấy tới. Diệp Uyên tỏ ra gàn ép. Tố Diệp đành thôi. Để đề phòng vạn nhất, em cũng sẽ không mời Tố Khải tới. Mời Tố Khải. Diệp Lan chắc chắn sẽ biết. Diệp Uyên gật đầu em cảm thấy trong cuộc đời nhiên bách ngạn có hai người đàn ông quan trọng nhất. Một là Bách Tiêu, hai là Kỳ Đông Nham. Tố Diệp nói, em muốn mời hai người họ, muốn hỏi xem anh có ý kiến gì không, có thể gặp họ hay không. Bây giờ cục diện có chút phức tạp, cô phải hỏi ý kiến của Diệp Uyên mới được. Diệp Uyên châm chọc, anh nhà em thích cả nam lẫn nữ à. Lại còn có hai người đàn ông nữa. Hai người này đóng vai trò gì? Diệp Uyên, anh ăn nói đừng có thiếu suy nghĩ như thế. Bách ngạn nhà em là trai thẳng, tố diệp biện giải diệp uyên cười thế bách ngạn nhà em có hiểu thế nào gọi là trai thẳng không tố diệp giận dữ lườm anh ấy một cái anh tưởng ai cũng suy nghĩ bị ổi như anh à anh thuộc cung song ngư là cung có suy nghĩ trong sáng nhất diệp uyên lập tức thể hiện rõ lập trường tố diệp làm điệu bộ buồn nôn này anh đang nói chuyện nghiêm túc với em đấy diệp uyên bỗng nhiên tỏ ra nghiêm chỉnh tố diệp nhìn anh ấy diệp uyên hắng giọng em không cảm thấy niên bách ngạn và kỳ đông nham có mối quan hệ hơi kỳ lạ sao anh có ý gì tố diệp không hiểu em xem nhá diệp uyên ngồi thẳng người hai người họ được coi là quen nhau từ nhỏ tới lớn đúng không tố diệp gật đầu từ nhỏ tới lớn lại còn học cùng một trường vậy thì lúc trước chắc chắn là như hình với bóng sau đó hai người họ dạn nứt về sau đã xảy ra chuyện gì thì chúng ta không biết nên cũng không nói nữa năm ngoái niên bách ngạn về nước kỳ đông nham cũng về nước theo rồi thấy tinh thạch có một cái showroom d kỳ đông nham cũng lập một showroom tỷ hối đây hoàn toàn là thái độ đối chọi với niên bách ngạn sản phẩm thu đông rõ ràng là kỳ đông nham vì muốn đối phó với niên bách ngạn mà đã dở trò kết quả thì sao mấy hôm trước kỳ đông nham lại tung ra một loạt sản phẩm mới điều này chứng tỏ anh ta vốn dĩ đã chuẩn bị hai bộ sản phẩm rồi bây giờ niên bách ngạn thất nghiệp theo lý mà nói mục đích của kỳ đông nham đã đạt được thế nhưng hình như hai người họ lại qua lại với nhau Tố Diệp nghe mà phát buồn ngủ, rốt cuộc anh muốn nói gì? Anh thật sự nghi ngờ chồng em là người lưỡng tính. Diệp Uyên không nói mấy câu kinh người thì không cam tâm. Câu nói ấy khiến Tố Diệp suýt nữa bị kích động, có ý định đập vỡ đầu anh ấy ra. Em đừng kích động. Em thử nhớ lại hành vi của Kỳ Đông Nham mà xem, rồi còn cả sự dung túng của chồng em nữa. Kỳ Đông Nham là điển hình cho biểu hiện đố kỵ phát điên, còn chồng em đang thể hiện sự nung chiều, mặc cho cậu ta làm càn. Tố Diệp liếc mắt lườm nguyết, anh là anh trai em muốn khuyên em một câu đừng có ngốc nghếch thời buổi này kẻ thứ ba chưa chắc đã là phụ nữ đâu diệp uyên như cười như không tố diệp không nhịn nổi nữa gào lên diệp uyên anh mà còn không nghiêm túc tối nay nhịn đói diệp uyên cười ngặt nghẽo em còn nghi ngờ anh bị đồng tính thì có cái loại người suy nghĩ biến thái như anh tố diệp phản kích diệp uyên cũng đã trêu đùa xong giơ hai tay đầu hàng được rồi được rồi em cứ mắng thoải mái chúng ta nói chuyện nghiêm túc được chưa em muốn mời kỳ đông nham và niên bách tiêu anh không có ý kiến anh gặp được họ sao tố diệp vẫn nên thận trọng hỏi lại một chút thì hơn diệp uyên cũng nghiêm túc trở lại hai người họ đều là người có chừng mực trước những chuyện lớn chắc là không sao nói tới đây anh ấy nhìn cô ngược lại là em đấy còn muốn gặp kỳ đông nham tố diệp mím môi bách ngạn còn tha thứ được vậy thì em nghĩ em cũng có thể làm được diệp uyên gật đầu nói em cứ xem xét rồi sắp xếp đi anh tin tưởng em tới lúc đó em muốn anh hợp tác kiểu gì cũng được tố diệp chân thành nói cảm ơn anh